tất cả quý vị đang quay trở lại cùng với phần chia sẻ và bình luận trên kênh của Quỳnh. Kính thưa quý cô chú bác anh chị em, lời đầu tiên chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã luôn quan tâm theo dõi, để lại những lời bình luận trên tinh thần bước ra khỏi sự khác biệt bằng văn minh tử tế. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận trong cái chủ đề liên quan tới cái câu hỏi là liên quan tới, mình có hai cái câu hỏi đúng không? Câu hỏi hôm hồi sáng mình trả lời là tại sao người ta đi theo Sư Thích Minh Tuệ. Còn một cái câu nữa mình đang cần có câu trả lời là tại sao ông Thích Nhật Từ ông lại gọi cái hiện tượng của Sư Minh Tuệ là lộng giả thành chơn, hoặc còn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì phải nhanh chóng ngăn chặn vì sợ nó là biến tướng của Phật giáo. Trước khi đi vào chương trình thì tôi sẽ để cho quý vị nghe thêm một chút xíu nữa một cái ý kiến mới của một người được cho là đệ tử hoặc là người mà có đi theo đó. Người này sẽ nhận xét, sẽ nói cho quý vị nghe về hành giả Thích Minh Tuệ sau khi mà sư này rời đoàn và trở về nhà. Thì có người đã gặp sư này đi ở vùng An Giang cho nên là phỏng vấn. Đây là người được gọi là Sư Minh Túc. Tôi vừa mới biết thêm mặt của một người. Chị chói gì đó. Dạ. Vậy là thật cũng sống gì đó. Dạ. Mình nghe ở đây nó có một cái đoạn ha. Thực tập khổ hạnh không phải là thực tập giới. Ông Thích Nhật Từ cứ nói đi nói lại về chuyện nè, thực tập khổ hạnh không phải là thực tập giới. Mà không thực tập giới thì làm sao đạt được giác ngộ? Không mấy có ai nhớ câu này, tôi nghe quá riết rồi tôi thuộc luôn á. Thực tập khổ hạnh không phải là thực tập giới, mà không tập thực tập giới thì làm sao đạt được đến con đường con đường của một phần ba, con đường tâm linh của một phần ba, làm sao giác ngộ? Cứ nói riết mình thuộc luôn á quý vị. Là thực tập khổ hạnh không phải là thực tập giới, mà không thực tập giới thì chưa đạt được một phần ba của con đường tâm linh, là sao giác ngộ? Đó, tôi chỉ đúng một cái câu này thôi. Thật sự thực tập khổ hạnh không phải là thực tập giới, mà không phải thực tập giới thì làm sao đạt đến một phần ba của con đường giác ngộ? Thì mình lại nghe ở đây một người đi theo kể lại nha. Cái bên đường nè. Dạ. Giờ này cũng 3 mét bạn cũng ngồi nhé. Dạ dạ. Cái đầu một ngày là đó, cái đang tu tập thì cũng đâu có sao. Cái đó thì mang dép mang nhớ. Dạ. Cái sự thành công. Dạ. Chưa hẳn là hoàn toàn chịu được đi. Dạ. Yeah. Cho con hỏi như người ta cúng dường nước rồi đó thì các thầy uống trong chai hay là đổ vô cái nào đi theo lúc đó? Dạ dạ. Nó dày rồi đi quay xuống đi chờ nắng vậy đó, cảm thấy rất là mát mẻ. Dạ mát mẻ. Rất là an lạc. Dạ. Yeah. Con thấy thầy đi mà cũng như không phải như người ta mà lội ngoài nắng mà mồ hôi hay đồ đã đổ, các thầy đi thấy vẫn bình thường. Dạ. Yeah. Cho con hỏi như người ta cúng dường nước. Ủa sao vậy ta? Tôi mất rồi. Vậy là cũng hữu duyên đi chung với Sư Minh Tuệ cũng được 10 ngày. À, đây là người đi chung đoàn với thầy Thích Minh Tuệ được 10 ngày, tức là sư này trước đó đó là đi ở trên Bảo Lộc. Xong sau đó định là đi bộ từ Bảo Lộc á, ra ngoài Hà Tĩnh hay Quảng Bình gì để nhập đoàn, nhưng mà lại gặp một cái cô Phật tử và cái cô đó thì cổ lại nói rằng là nên bắt xe ra đi nhanh chứ còn không là không có duyên. Thế là Phật tử bắt xe cho sư này đi ra ngoài kia rồi bắt đầu đi bộ ngược vô trở lại trước khi bị dẹp ở Huế vào ngày 3 tháng 6. Yeah. Rồi theo như cảm nghĩ của sư đó là như trong thời gian đi với thầy Minh Tuệ đó, rồi thầy có thấy cái cảm nghĩ của sư là thầy Minh Tuệ như thế nào không sư? Trước khi hỏi cảm nghĩ của sư về thầy Minh Tuệ như thế nào đó thì mình lại phải nghe lại cái câu của ông Thích Nhật Từ. Tại mình không nghe cái câu của ông Thích Nhật Từ mình không có nhập tâm được. Tôi không có đi nên là mỗi lần mà ổng nói đó, là tôi sẽ phải nhắc lại để cho người ta kể cho ổng nghe. Thực tập khổ hạnh không phải là thực tập giới, mà không thực tập giới thì chưa đạt được một phần ba của con đường tâm linh, là sao giác ngộ?
Rồi, thực tập khổ hạnh không phải là thực tập giới. Không phải thực tập giới thì chưa đạt được 1 phần 3 của con đường tâm linh làm sao giác ngộ. Rồi, vậy thì mình nghe. Ở đây, những người đi theo sư Minh Tuệ nói nha. Cái năng lượng của thầy truyền rất là mạnh. Dạ. Cái giới của thầy tu tập thì giữ giới rất là nghiêm. Quý vị có nghe câu gì không? Cái giới của thầy tu tập, thầy giữ giới rất là nghiêm. Vậy thì ông kia nói thực tập khổ hạnh không phải là thực tập giới. Trớt quớt không? Ngay cả cái việc mình ăn uống đó, mình ăn xong rồi đó, không, khi mình dùng xong rồi đó, mình không dùng bất cứ một cái gì khác ngoài nước lọc thôi. Yeah. Cái việc giữ giới của thầy rất là nghiêm. Yeah. Còn đi theo cái hạnh đó. Yeah. Dạ dạ. Nhưng mà đi mà khi mình đi trên đò và những cái thanh nhẫn á, mình bước trên đường nóng á, thì từ từ mình chịu được cái sức nóng, mình quen. Dạ. Mình có cái sức thanh nhẫn. Dạ. Rồi tu tập thiền định nữa. Dạ. Đó là cái gì mà khi mình đi theo sư lại có học được. Dạ. Rồi sư hiện như cũng như đi nói sư... vậy mà mọi người không nghe hả? Thì để tôi phiên dịch ha, khổ ghê vậy. Dạ. Yeah. Hay cả cái việc mình ăn uống thôi. Cái cảm nghĩ của sư là thầy Minh Tuệ như thế nào không sư? Thì cái năng lượng của thầy truyền rất là mạnh. Nói chung là cái năng lượng của thầy truyền rất là mạnh. Dạ. Yeah. Cái giới của thầy tu tập á, thầy giữ giới rất là nghiêm. Cái giới của thầy tu tập á, thầy giữ giới rất là nghiêm. Dạ. Yeah. Ngay cả cái việc mình ăn uống đó, mình ăn xong rồi đó, không, khi mà mình dùng xong rồi đó, mình không dùng bất cứ một cái gì khác ngoài... Ngay cả cái việc mình ăn uống đó, ăn xong rồi là không dùng bất cứ một cái gì khác ngoài nước lọc. Nước lọc thôi. Dạ. Nên cái việc giữ giới của thầy rất là nghiêm. Yeah. Nên cái việc giữ giới của thầy rất là nghiêm. Con đi theo con học được cái hạnh đó. Dạ. Yeah. Con đi theo con học được cái hạnh đó. Với lại học cái gì tôi không nghe được chữ đó. À, nói về cái chuyện mà đi trên mặt đường á, tức là học cái gì đó. Học cái gì mà để đi trên mặt đường đó. Thì tôi không biết là học cái gì thì tôi không biết, nó có hai chữ. Nhưng mà học để đi trên mặt đường với mặt đường nóng á, vậy mỗi ngày mình sẽ để cho những người đi theo của sư Minh Tuệ trả lời cho ông Thích Nhật Từ là thực tập khổ hạnh có phải là thực tập giới hay không ha. Rồi, bây giờ quý vị có thể trả lời cho tôi là tại sao ông Thích Nhật Từ gọi hiện tượng, họ gọi sư Minh Tuệ là lộng giả thành chơn không? Hay là tại sao Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải ngăn chặn để mà tránh biến tướng đồng hóa với Phật giáo không? Theo tôi đó, Phật giáo Việt Nam đến giờ đó, thì tôi không biết là đến giờ đó là theo quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì mình nên theo quy định của chùa nào. Tại vì đối với ông Thích Nhật Từ thì ông gọi chùa Ba Vàng là tà pháp. Còn không biết trong mắt của chùa Ba Vàng thì có vẻ tà pháp hay không. Vậy thì nếu mà theo giữ giới thì giữ giới của Thích Nhật Từ hay giữ giới của Thích Trúc Thái Minh. Tại vì cả hai ông này cãi nhau chế, mình đâu có biết được ông nào đúng ông nào sai. Quý vị nghe một đoạn nè. Thì khi cái thông tin đó các admin của tôi đưa lên trên Facebook Thích Nhật Từ đó, thì lập tức nhóm của bà Phạm Thị Yến, chùa Ba Vàng, vào lúc 8:30 cho đến 13:00 cộng đồng YouTube, tức là dùng ngôn ngữ kém văn hóa, kém hiểu biết, thiếu giáo dục, chửi bới, thóa mạ, xúc phạm nhân phẩm uy tín danh dự của người khác. Ghê không? Như là một trò đùa, đó là chà đạp lên luật pháp Việt Nam. Và đây cũng là cái cách để làm trong sạch cộng đồng mạng Việt Nam, để góp phần làm cho người Việt Nam mình không phải bị nhơ danh với một thiểu số ứng xử của cộng đồng mạng. Trời ơi, tôi tưởng đâu
là ổng tạo ra rác chứ. Cái lực lượng YouTuber chính nghĩa mà ổng tán dương, quý vị lựa giùm tôi thử coi có YouTube nào mà không xả rác ra trên mạng không. Trần Quốc Vũ rồi cái gì Dr. Trí rồi cái đám chính nghĩa địa, quý vị nhớ không? Kém văn hóa đến độ Việt Nam bị liệt vào vị trí thứ 5 về ứng xử kém văn hóa và tồi tệ trên không gian mạng. Nhờ ơn thầy đó thầy, nhờ ơn thầy tạo ra một lực lượng mới đó. Ủa đâu mất cái đoạn đó ta? Vì nghĩ đến những lợi ích đó, tôi mạnh dạn khởi đơn kiện hình sự Trần Minh Toán, tức là Toán Trần, gửi về các hành vi vu khống và xuyên tạc tôi. Chết chà, gửi đơn kiện luôn xong nó đi xin lỗi đó quý vị. Ui, qua vụ tỉnh thất bồng lai cư trú tại tỉnh thất bồng lai mà trong băng này tôi không có tiền nói kheo, có khi cộng đồng mà bạn biết được cái vụ giả dối đó đó nhóm đó đăng khi đó trực tiếp từ miệng của cụ Lê Tùng Vân đó. Sao nói tôi đem nghe khúc này ta và trở thành tu sĩ được cân nhắc để tiếp nhận giới thức xoa 160 ngôi chùa chính thức Lê Tùng không thể qua mặt được cái người hiểu luật bạn tại Việt Nam. Vào ngày 22 đến thầy Thích Nhật Từ. Ủa ông có một cái đoạn ở cái con đường ở tại thành phố New York. Nơi đó thì tôi có các Phật tử đến tận nơi hỏi thăm á, thì họ là người Mỹ chứ chẳng có người Việt Nam nào sống tại đây. Ổng cho người qua Mỹ điều tra luôn nha quý vị. Bởi vì bây giờ tôi sợ ổng chết luôn á. Ổng cho Phật tử của ổng ở New York đi tới điều tra người ta bên Mỹ này luôn á. Quý vị ghê không? À, được một chút xíu nữa. Rồi ẩn cho đến ngày hôm nay, tới vào giờ này. Và cái điểm chung nữa, nếu việc đó mâu nhiệm mà xảy ra đi thì nó là cái chung nữa là sao? Cái bà Phạm Thị Yến ở tại New York đó lại đưa ra cái nội dung của trang web bảo vệ chính pháp.com và Facebook bảo vệ chính pháp á, chỉ có ba nội dung thôi. Nội dung một, ca ngợi tà pháp thỉnh quan gia trái chủ của chùa Ba Vàng là chánh pháp. Đó, ông nói chùa Ba Vàng là tà pháp đó, thấy không? Vậy bây giờ nếu mà mình đi nghe, nếu mà mình đi nghe, mình nghe theo lời Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì mình nên nghe ông Thích Nhật Từ hay là mình nên nghe ông Thích Trúc Thái Minh? Cả hai ông cùng chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà ông kêu, ông này kêu ông kia là tà pháp và Phật tử băn khoăn đứng giữa đôi dòng nước nên chọn Nhật Từ hay Thích Trúc Thái Minh. Chứ giờ hai ông đều được Giáo hội Phật giáo Việt Nam thừa nhận hết mà ông này chỉ với ông kia kêu ông là tà pháp. Vậy thì bây giờ Phật tử chúng sanh chọn ai bây giờ? Mà cái nào mới gọi là Phật được? Tà pháp có phải là lộng giả thành chơn không? Ông Thích Nhật Từ đang nói Thích Trúc Thái Minh là tà pháp không? Mà nãy giờ tôi chưa thấy ông nói gì pháp hết nha quý vị. Tôi thấy ông đi cãi lộn không à. Lại đưa ra cái nội dung của trang web bảo vệ chính pháp.com và Facebook bảo vệ chính pháp đó, chỉ có ba nội dung thôi. Nội dung một, ca ngợi tà pháp thỉnh quan gia trái chủ của chùa Ba Vàng là chánh pháp. Nội dung hai, ca ngợi thầy Trúc Thái Minh người chủ trương tà pháp thỉnh quan gia trái chủ này là đúng. Và nội dung ba, tấn công thóa mạ vu cáo xuyên tạc thầy Thích Nhật Từ, tức là tôi, mà vào tháng 3 tháng 4 năm 2019 đó thì tôi đã trả lời báo giấy, báo mạng, các kênh truyền hình, các đài radio về quan điểm Phật giáo và khẳng định rằng đó là tà pháp. Và quan điểm của tôi đó cũng đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam gián tiếp thừa nhận là đúng khi vào ngày 23 tháng 3 năm 2019 có phiên họp khẩn cấp hơn 2 giờ đồng hồ tại chùa Quán Sứ, trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Theo đó,
Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đưa ra đề nghị quyết định cách toàn bộ các chức vụ trong giáo hội của thầy Thích Trúc Thái Minh, chỉ chừa lại vai trò chủ trì chùa Ba Vàng. Thì trong đó có những chức vụ rất to như là quỹ di dự khuyết hội đồng trị sự, trên toàn quốc chỉ có được 100 mấy chục người thôi, và phó ban thông tin truyền thông của giáo hội Phật giáo Việt Nam Trung ương và phó ban thường trực của một tỉnh hội Phật giáo ở miền Bắc. Nếu pháp Thỉnh Quang Gia Trái Chủ là đúng thì làm sao mà giáo hội Phật giáo Việt Nam cả một tập thể đi quyết định cách chức thầy Trúc Thái Minh? Chúng ta phải suy nghĩ có lý trí, và giáo hội là rất công tâm, làm việc là có những cái quy chuẩn, bao gồm giới luật Phật, kinh điển Phật, hiến chương giáo hội Phật Việt Nam, nội quy ban tăng sự và nội quy của các 13 ban ngành trung ương, chứ không thể làm tùy tiện như nhiều người đã suy nghĩ đâu. Làm việc là có bài bản, có trình tự, đúng các quy định. Nếu những điều bà Phạm Thị Hiến làm là đúng thì tại sao bà ấy bị phạt? Mà nếu bà ấy bị phạt sai thì tại sao bà ấy không có kiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ra tòa? Bà không có kiện Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh, bà đi kiện ông Thích Nhật Từ chứ bà đâu đi kiện ông Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh. Bà đi kiện ông Thích Nhật Từ, thấy không? Đó, mọi người quên á. Ông lên ông nói hay lắm, ông quên xóa, chắc tôi nhắc này ngày mai ông xóa quá, chuyện cũ rồi nó còn nhắc lại nữa. Đây, bởi vì ông đi chết cha, bởi vì ông đi xin lỗi cho nên mới có tấm hình Nam Bắc bắt tay như vậy nè, cao thấp phân tranh nè, mọi người vui vẻ nè. Chứ nếu mà ông không có cái khúc mà ông lên ông nói này thì mình chúng sanh đâu có biết chuyện gì xảy ra đâu, thấy không? Đây nè, ông lên ông nói dữ lắm, ông kêu người ta tà pháp rồi ông kêu đủ hết á, nhưng mà cuối cùng ổng là người từ Nam ra Bắc, ngược Việt Nam anh Nhật từ ra Bắc, mang theo tấm lòng xin lỗi anh Thích Trúc Thái Minh. Đấy, đây là các giá trị mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đại diện là Thích Trúc Thái Minh với Thích Nhật Từ gieo cho Phật tử. Vậy giờ tôi hỏi quý vị đó, là ổng gọi ta lộng giả thành chương, ổng có phải là lộng giả thành trơn không? Ủa, ổng kêu người ta là ừ hay mình cắt cái khúc này ra, xong mình chơi cái khúc này để cạnh cái khúc mà ổng bắt tay ta, ổng lấy mấy cái hình ổng bắt tay với ông Thích Trúc Thái Minh ra ta, xong rồi cái mình nói ủa vậy là chánh pháp bắt tay với tà pháp rồi hả? Chứ sao, phải không? Hay mình làm đạo diễn bộ phim này, chứ do mọi người quên mà, quần chúng nhân dân Phật tử quên thì mình nhắc lại cho quần chúng nhớ chứ hả? Mình cũng nên làm phim lưu lại trong lịch sử chứ em ha, đúng không ta? Mọi người nghĩ có nên không? Nên ở đây mình sẽ thấy rằng là quý vị cũng sẽ thấy cái câu chuyện mà mình đặt câu hỏi, thì tôi cũng hỏi quý vị để cho quý vị biết bà Phạm Thị Yến bà đi vô tuốt Sài Gòn bà kiện Thích Nhật Từ chứ bộ, cắt ra đoạn ổng nói chùa Ba Vàng là tà phái rồi để tấm hình này vào, ừ chăm sự nhờ em. Đó, tôi phải đi kiếm lại mấy cái hình được, nãy hình ở trên này là tôi để là hình mờ, phải đi kiếm lại cái hình mà ổng phải bắt tay mà trên cái website của chùa Ba Vàng á, nó mới rõ nét chứ không có là nó không có rõ nét. Vậy quý vị cho tôi hỏi thử, với hiện tượng của sư Minh Tuệ đó, hiện tượng mà của sư Thích Minh Tuệ họ gọi là lộng giả thành chơn, vậy thì cái gì là lộng giả thành chơn? Hay là Giáo hội Phật giáo Việt Nam nha, mình đặt câu hỏi, ổng kêu người ta là tà pháp, vậy bắt tay với tà pháp để làm gì? Hay mình quay trở lại chút xíu,
Đây ông có đây có phải là biến tướng của Phật giáo không nè? Giờ có một chút. Chúng ta dùng cái mạng Zalo. Giờ có một chút. Để có tiền, giờ có một chút. Không, để có tiền, giờ có một chút. Hiến kế thông qua, không phải nói vậy. Hiến kế thông qua truyền thông để có tiền, giờ có một chút. Chúng ta dùng cái mạng Zalo và mạng Viber. Và đây kinh nghiệm của con nha. Con lấy tiền từ Zalo và Viber, lấy tiền ở đâu? Thí dụ như Phật tử đến gặp chúng ta, những người quen thân, chúng ta kết cái điện thoại, họ vô cái điện thoại của mình thôi. Rồi xong hết. Thì tới ngày sinh nhật của họ đó, thì nó hiện lên cái Zalo, cái mình happy birthday họ. Cái tự nhiên cái ngân hàng của con nó tin 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 tin. Mình nhắc họ, nhắc có tôi đây, có tôi đây. Tôi chúc mừng bà, chúc mừng ông. Rồi, cái Viber cũng nó cũng hiện lên sinh nhật luôn. Và ở đây mình có hai cái, đó là giữ vùng chúng cho Phật giáo. Và chúng ta phải làm. Thứ hai là nếu người nào có duyên, họ có điều kiện, nếu họ có muốn cúng, sẵn dịp đám tiệc gì của họ, đám cưới, đám ma gì đó của họ, thì họ sẵn cái cơ hội đó họ mới chuyển cho mình được chứ. Ít nhiều gì cũng có tích góp cho thành bảo. Mà Zalo có thể đăng lên cả ngàn người. Mà nếu như trường hợp mà cái máy mình nó đầy thì mua máy khác. 2.000 người, 3.000 người. Mà một năm mình có cái điện thoại của họ, một năm mình chỉ liên lạc một lần thôi. Là sinh nhật của họ thôi. Xin hết. Ghê chưa? Đây gọi là có phải là biến tướng của Phật giáo không? Quý vị thấy không? Đây có phải là hiện tượng biến tướng của Phật giáo không? Hỏi thiệt á. Tại vì nhiều người cứ đặt câu hỏi, mà tôi thì tôi nghĩ á là với những gì mà chúng ta quan sát thì tôi tin rằng là quý vị phải biết sâu bên trong giáo hội Phật giáo Việt Nam họ nói họ bàn luận chuyện gì, và chúng ta đang phải chứng kiến giáo hội ở chỗ nào, giáo hội đang tính cách kiếm tiền. Giáo hội đang tính cách kiếm tiền, giáo hội đang tính cách kinh doanh từ Phật tử. Chúng tôi còn 16 tuổi mới thọ sơ duy xong là đức mà đã mời thuyết pháp rồi. Thuyết riết tới khoảng gì? Nghe cái kinh nghiệm của Thượng tọa Thích Tâm Đức mà bây giờ qua Thượng tọa Chánh là đưa ra hai lần, đó mình cứ đưa ra đó con không chia sẻ cũng không được. Thì con xin chia sẻ cố gắng là hết sức quan tâm. Thứ nhất á, quan điểm của con á, làm đạo mà có thực mới vượt được đạo không thành công. Con xuất thân từ gia đình nghèo cùng đích. Chết cha, đi tu là có thực mới vượt được đạo. Đúng rồi, hèn gì đi tu là sướng lắm. Đi tu, ông nói nha, làm đạo là có thực mới vượt được đạo nha. Không có thực không vượt được đạo nha. Bởi vậy người ta đi tu khổ hạnh, không chùa, không nhà, không tiền. Ông coi ta kẻ thù là đúng rồi. Bên đi tu là có thực mới vượt được đạo. Bên đi tu con không có muốn tiền, không có muốn chùa, không muốn nhà, không muốn chùa, không tiền, không nhận bất kỳ cái gì hết. Thì cái đó ông gọi người ta là biến tướng của Phật giáo. Ông mới là Phật giáo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang ngồi trong cái căn phòng này mới gọi là giáo hội Phật giáo Việt Nam. Quý vị phải nghe hết. Con á, làm đạo mà có thực mới vượt được đạo không thành công. Con xuất thân từ gia đình nghèo cùng đích. Gia đình con đến nay vẫn là gia đình nghèo. Và từ Ấn Độ đi về đó, con chỉ còn có đúng 70 đô. Mặc dù là chủ trì chùa Giác Ngộ từ năm 92. Và Tòa Chư Minh là ở cùng với con ở chùa Giác Ngộ nhiều năm thì Tòa Chư Minh biết đó. Và cho đến bây giờ, sau 20 năm, con chưa từng sử dụng một đồng tiền nào cúng vào chùa Giác Ngộ, bao gồm tiền cho các đệ tử của con xuất gia và đi học, gồm 100 người. Tất cả đều nhờ truyền thông mà ra. Đến năm 2000... Nghe ông nói không? Tất cả đều nhờ truyền thông mà ra. Tức là ổng kiếm tiền trên truyền thông này, tức là giật tích câu view. Mà ổng đi kêu người ta là giật tích câu view. Ủa ổng không giật tích câu view, ổng không kiếm tiền từ YouTube, TikTok vì like, vì view, vì tiền chứ lại vì gì? Quý vị thấy không? Ổng đang khoe cho quý giáo hội Phật giáo Việt Nam, đang khoe cho quý vị là họ kiếm tiền từ truyền thông mà ra. Cho nên hiện tượng truyền thông nào cũng phải đu trend vô để bình luận hết á. Tôi nói không có sai đâu, nghe khúc tiếp nè. Ở hai khi về đó thì con có nhận thấy là bây giờ cái xu thế TDF đã bắt đầu bị giảm, nó bắt đầu được thay thế bởi những cái mạng xã hội khác. Thì Facebook nó ra đời đó vào năm 2003, nhưng mà chính thức được cái toàn cầu hóa đó vào ngày là 2 tháng 4 năm 2004. Thì lúc đó đó thì con mới chuyển giao cái phần quản lý trang web đó cho thầy Phước Huệ để mình tập trung mình làm cái chuyện khác. Thì sau này thầy Phước Huệ đi về đó thì mới giao lại cho Ngộ Dũng, khi Ngộ Dũng lớn lên thì lúc đó thì ông xuất gia 18 tuổi, còn trẻ quá. Thì vậy con mới nghĩ rằng là nếu mình tiếp tục quản lý trang web mình không làm được việc lớn, cho nên đó là con mới ngưng.
thì con là người đi giảng pháp ở đế ngoại có lẽ chỉ sau hòa thượng Thanh Từ, 2003, 2005 ở Úc mỗi lần là 3 tháng, 2004, 2006, 2007, 2008 vân vân ở tại Hoa Kỳ mỗi lần 2 tháng rưỡi. Đó thì khi đi đó thì con cũng giống như là tâm đức thôi, tức là mang một cái máy quay phim, mấy chục cái băng cassette thép mini để mình thay, và một người làm sao mà quay được thì con mời một cái Phật tử có chiều cao lùn giống như con ngồi vô cái vị trí pháp tòa để mình canh máy. Rồi đó, khi mà thỉnh nước lên là đến đó con bấm bụp cái là xong. Vì sau 60 phút mà nghỉ giải lao thầy bắt đó là tự làm hết, và tối về tự biên tập, con học phần mềm biên tập âm thanh về dựng phim trong giai đoạn đầu đó. Thì... ông giỏi không, ổng tự quay phim luôn, ổng tự dựng phim luôn, vậy là ổng biết cắt ghép đó mọi người. Vậy là cho đến năm 2010 gì vậy trời, gì giật giật gì trời, tự làm hết mọi thứ. À, thì đến năm 2010 trở đi mới giao cho Ngô Dũng đặc trách về toàn bộ truyền thông của Chùa Giác Ngộ, lúc đó ông đã lớn rồi. Thì như vậy thì nếu chúng ta tiếp tục bận tâm vào cái việc tự quản trị, chúng ta không thể nào mở rộng cái mạng lưới, không thể mạng lưới được. Và con là người không có tiền, lúc đó thuê một người quay phim cái một bài giảng là 1 triệu đồng. Đó, nhưng mà nhờ truyền thông thì con có lợi thế hơn là nhờ truyền thông trang web, thì trang web lúc đó đã là mạnh nhất, cho nên đó là cộng đồng biết đến rất là nhiều. Do đó sau này đổi thành mạng xã hội đó thì lợi thế nó sẽ lớn hơn. Thì đây nè, nếu 50 năm trước trưởng lão Bình Châu, trưởng lão Nhất Hạnh, trưởng lão Thanh Từ mà nói mạnh về vấn đề số bỏ máy tính đó, thì cái hiện trạng của Phật giáo Việt Nam bây giờ nó khác hoàn toàn. Ảnh hưởng của ba ngày này cực kỳ lớn cho cộng đồng Việt Nam trong nước và nước ngoài. À, và trong nước chỉ có ngài Từ Thông mạnh mẽ, nhưng mà ngài dùng cái ngôn ngữ đó quá mạnh, cho nên đó là nó cũng có những cái dọn ngược. Và còn quyết định không đi trùng hướng những vị đã giảng, đó là không giảng theo hướng tình cảm ngọt ngào dễ chịu hay là Tiếu Lâm hoặc là những cái chuyên đề nó bình dân, còn nhấn vào hai nhóm chủ đề chính, xin lỗi, hai nhóm đối tượng chính thôi. Thứ nhất là trí thức, thứ hai là giới quản trị nhà nước, quản trị dân sự, quản trị xã hội, và trong đó đó có những người là nhóm trẻ. Thì như vậy thì khi mình khu biệt cái nhóm đối tượng nghe thì tự động cái số đối tượng nó giảm, mà con vẫn còn có cái lượng đông đảo như thế. Thì con tin rằng nếu chưa tốt đức khai thác các mạng xã hội và thuê người chuyên nghiệp để làm, mình chỉ tập trung vào nội dung, còn các cái khâu còn lại là mình phải trả lương. Thì Chùa Giác Ngộ chúng con như chúng tôi biết đó là cái ban truyền thông đến 10 mấy người có lương đàng hoàng hết. Chứ bây giờ mình yêu cầu người ta công quả làm sao làm, lúc đầu rảnh thì tham gia, không rảnh thì ta bỏ. Còn khi mà có lương thì việc ăn uống bảo hiểm y tế thì chắc chắn là người ta sẽ dành cam kết cho chúng ta nhiều. Cho nên là chúng con không phải bận tâm về cái phần mà tự quay rồi tự dựng rồi tự quản trị nữa. Thì bây giờ nó đến gần 30 trang như thế, làm sao mà tự làm, nó phải có 10 mấy người. Nghe chưa, 30 trang luôn á, ổng mà hú một phát 30 trang nhào vô mà chửi, mà kéo thêm mấy chục trang nữa là chết luôn. Chỉ cần thầy Nhật Từ lên tiếng một cái là chết, quý vị thấy không? Đây là giáo hội Phật giáo Việt Nam á. Tôi tưởng mấy ông thầy ngồi lại bàn nhau là bây giờ tình hình nó vậy, mình giảng làm sao cho nó theo Phật, mình giảng làm sao để cho nó đi theo lời Phật dạy, sao cho Phật tử dễ hiểu. Ngồi đây toàn bày chuyện kiếm tiền không à. Ngồi đây toàn bày chuyện kiếm tiền, ngồi bày chuyện làm sao để lấy like, lấy view, để từ lấy like, view có tiền mới hoạt động được. Bắt đầu lập ra ban này, ban kia, kinh phí. Vậy cái này có phải là biến tướng của Phật giáo không quý vị? Là tư duy phản biện, đặt những vấn đề mà ít có ai dám đặt. Cho nên là những cái chủ đề mà tôi tỏ đầu tư đó thì tốn rất nhiều công sức, thời gian để nghiên cứu. Và chỉ những cái chuyên đề nó được là 5 triệu lượt xem. Bài kinh như cái Trung Bộ con giảng là 250 chủ trương. Đó. Đi lãnh đạo về cái truyền thông, tức là mình đi đầu cái này đó, mình phải chấp nhận lãnh đạo thôi. À, ông xác nhận rằng là trong tinh thần mà của ông Thích Nhật Từ đi lãnh đạo truyền thông là phải chấp nhận lãnh đạo. Ông tuyên chiến rồi đó nha, chuẩn bị xem Sư Thích Minh Tuệ, những người ủng hộ Sư Thích Minh Tuệ xem nè, ông sẽ đi lãnh đạo truyền thông, ông chấp nhận lãnh đạo nha. Nói rất là rõ ràng là lãnh đạo truyền thông là chuẩn bị lãnh đạo đó. Bởi vì mình chọn theo cái hướng đó, mình phải chấp nhận theo chủ trương đi lãnh đạo về cái truyền thông, tức là mình đi đầu cái này đó, mình phải chấp nhận lãnh đạo đó. Đó là cái hướng con đặt ra từ ngày bắt đầu. Cho nên là tất cả những cái thị phi đó họ dành cho con không có gì gạt nghiêng, vì mình đã định liệu sẵn hết rồi, cho mình sẵn sàng chấp nhận thứ đó và cứ thản nhiên mà đi tới phía trước thôi. Đó, thị phi là chấp nhận hết, thản nhiên đi tới. Vậy có đây có phải là bất chấp tất cả câu like câu view không? Quý vị đi qua bấm like giùm cái, quý vị đi lại follow một cái, phải không? Nãy giờ quý vị có nghe cái gì để mình thấy ông, nếu mà ông nói lộng giả thành chân, tức là ông cho rằng là Sư Minh Tuệ là giả, chân là chân thật, vậy nãy giờ có cái gì chân thật từ phía ông để ông nói cho mình nghe không? Quý vị có nghe được cái câu nào
Mày nãy giờ nói gì về Phật Pháp không? Không, đang tìm cách làm sao tẩy não quần chúng á. Chứ không có ngại ngùng bất cứ cái gì, cho đến thời điểm này cũng thế, và cũng không hối hận về vấn đề đó. Thì đó là cái việc mà con tham gia truyền thông. Thì con xin tóm lại như thế này: kính thưa chư tôn đức, nếu mình nghĩ rằng phải có tiền mới làm được truyền thông thì chúng ta không bao giờ làm được. Khởi đi từ con zero. Và như Hòa Thượng Vũ Chánh con gặp Ngài, con nói rất nhiều lần, rất nhiều lần, nếu nói về cái độ giảng mà hấp dẫn, có tính thực dụng cao, tính ứng dụng cao, có cái tính khôi hài cao, cho nhiều tràng vỗ tay, nhiều tiếng cười giòn giả, thì có lẽ trong chúng ta không ai hơn Hòa Thượng Vũ Chánh. Cho nên mà chỉ vấn đề là Ngài ít đưa ở trên mạng của mình, mà ai thích thì phổ biến thôi, cho nên là nó chậm. Bây giờ nếu mà chúng ta có một cái đội truyền thông thì lúc đầu đó mình phải bù lỗ, nhưng mà về sau đó quý Ngài an tâm, chẳng những con không có bù lỗ mà các hoạt động Phật sự của con trong bao nhiêu năm qua, quý Ngài thấy đóng góp cho học viện này nhiều phương diện, tới bây giờ là không dưới 30 tỷ. Cho viện cứu học Việt Nam cũng là mười mấy 20 tỷ. Ghê cho tính ra tiền ghê, là bằng truyền thông á quý vị, thấy chưa? Hèn gì ông đi đấu view với người ta dễ sợ. Cái gì mà con phụ trách là con đều bỏ tiền túi. Ba lần đại lễ Phật đản Liên Quốc, mỗi một lần vậy có lần là cả 10 tỷ. Chứ không phải là chỉ có đóng góp công sức chắc xám thời gian không, mà luôn cả cái nguồn tiền tài. Cái đó từ đâu ra? Từ các fan hâm mộ trên cộng đồng mạng thôi. Đó, thấy chưa? Lấy tiền từ đâu ra? Từ các fan hâm mộ trên cộng đồng mạng. Giờ tôi hỏi một ông á, thì là nói người ta là lộng giả thành chân. Mà ông bị kêu là giả đó, cái ông bị kêu là đồ giả đi ngoài đường á, thì ổng tối ngày suốt ngày á là ổng chỉ hướng người ta là tu thôi, giữ giới thôi, làm điều thiện thôi, chánh niệm thôi. Còn ông được tự nhận mình là tu thiệt á, thì đi vô bàn chuyện là lấy tiền từ cộng đồng mạng, moi tiền từ Zalo. Mấy ông mà gọi là tu thiệt á thì moi tiền từ Zalo, moi tiền từ túi Phật tử, moi tiền từ kiếm view, moi tiền từ số đông hâm mộ. Vậy ai giả ai thiệt quý vị? Họ là ai? Nói thẳng vậy. Nhưng mà mình thấy đâu cũng có người nhận ra mình. Đi tới phi trường, lên sân máy bay, đâu cũng có người nhận ra. Thì đó là cái nguồn an ủi lớn. Tại thầy, thầy không phải thầy nổi tiếng trên truyền thông, đâu cũng có người nhận ra đâu thầy ơi. Dù thầy không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn á. Người ta có là drama queen, còn thầy là drama king đó thầy. Ông nói thấy không? Mình mà có xông xáo vô truyền thông á, mình lên mình sẽ có fan hâm mộ. Tôi không biết có hâm mộ hay không, chứ tôi bảo đảm khán giả tôi mà đi gặp ổng ở ngoài đâu, nói cái cho quý vị coi liền, chớ tưởng tôi nói xạo hả. Cho quý vị coi nè, nó đi ra ngoài đường, nó nhìn thấy một cái nó kêu chị idol của chị nè, đó ấy nè, đây nè, tôi cho quý vị coi chứ không. Thầy Nhật Từ đi đâu cũng có người nhìn nhận ra, mà nhận ra để làm gì nữa, nhận ra báo cáo mẹ nắm nữa chứ không phải đơn giản đâu. Đây nè, tôi để cho quý vị coi chứ không ổng để ổng nói tôi là nói láo. Đây, cho mọi người coi nè. Người ta báo người ta quần chúng nhân dân, ổng đi tuốt qua Ấn Độ mà người ta còn báo cho tôi mà. Chứ đâu có phải quý vị nghe ông nói không, ông nổi tiếng đó, ông đi ra ngoài đường á, ai cũng nhìn ông hết, ai cũng biết ông hết đó, là dù sao cũng là một niềm an ủi thầy ơi. Con nói thầy nghe nè, nó biết thầy nhiều khi không phải tại nó nghe thầy giảng pháp đâu, nó nghe con nói về thầy, nó nghe mấy bài hát về thầy á thầy ơi. Quý vị nghe thầy Nhật Từ kể chuyện thầy đi ra ngoài, ông nghe đây, tôi đi kiếm hình tôi bỏ ra đây nè. Mà luôn cả cái nguồn tiền tài, cái đó từ đâu ra? Từ các fan hâm mộ trên cộng đồng mạng thôi. Tôi còn không biết họ là ai, nói thẳng vậy. Nhưng mà mình đi tới đâu cũng có người nhận ra mình, đi tới phi trường, lên sân máy bay, đâu cũng có người nhận ra. Thì đó là cái nguồn an ủi lớn. Thì bằng cái đó thì có những lời thị phi, cố gắng hoàn hỷ coi gì không có gì. Đây, để nói thầy nghe nè, cũng thiệt sự với thầy á, hình như con nghĩ là thầy không có nhận định tình hình nó không đúng á thầy. Con nói thầy nghe, thầy đi ra tới phi trường, phân sân bay gì đó phải không? Rồi đây, quần chúng nhân dân báo cáo đây, chụp hình nè. Tôi xin cắt cái tên của người ta ra nha, cho quý vị coi chứ không để ổng ảo tưởng. Ổng tưởng ổng nổi tiếng ai cũng nhận ra là tại vì ổng giảng pháp. Có đâu mà lỡ thị phi rồi nè. Còn quần chúng báo cáo nè, hồi tháng 1 đầu năm nay, bắt gặp anh Thích Nhật Từ ở sân bay Delhi, có thẻ đen VNA Platinum cao có 1,5 m à. Thấy không? Tôi
tôi cho quý vị biết, ổng ảo tưởng dễ sợ không? Ổng nói là mình trở thành vậy là nổi tiếng rồi, mình đi ra ai cũng gặp ra mình, ai cũng nhận ra mình hết á. Thôi mình hoan hỷ thì được, coi như đó là phần thưởng. Không có phần thưởng của cái chuyện mà người ta nhận mình, người ta nhìn mình giống như là cao tăng á, nó khác với chuyện người ta nhìn mình như là sàm tăng nha. Người ta nhìn mình như là người tu, nó khác với chuyện người ta nhìn mình như là thợ tu. Đây đó, đây là cái hình ở trong này mà tôi lưu ra cho quý vị xem nè, thấy không? Đừng đi máy bay cho đi máy bay. Trong fan của tôi là có một là tiếp viên hàng không, hai là một số bạn làm du lịch. Nên thầy quên, dù thầy không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn. Là tại vì sao? Ngày nào nó cũng bị mở bài, nó nghe mấy bài nhạc huyền thoại, thích sân si quá, nó vô đầu nó, rồi nó đi ra sân bay nó nhận ra đó. Chứ không phải là tại thầy nổi tiếng đâu thầy ơi. Nổi tiếng với tai tiếng nó cũng là tiếng mà, hai cái nó kỳ lắm thầy ơi. Đó, tôi để cho quý vị nghe. Một người là bày sử dụng truyền thông để kiếm tiền, để làm sao mà giữ Phật có tăng số đông Phật tử. Còn một người thì thông qua truyền thông. Thông qua truyền thông chỉ để làm gì? Để cho người ta biết là mình có tu và mình truyền đi những chuyện về tu thôi, chứ không có nói gì về tiền hết. Thì tôi hỏi quý vị là quần chúng ở bên dưới có biết là mình bị dẫn dắt như thế nào không? Quần chúng ở bên dưới có biết là những người đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam này dẫn dắt quần chúng ra sao không? Trường theo yêu cầu của United Airlines đó là lôi ra khỏi máy bay để nhường lại cho một khách VIP hơn. Và cái đó đó, nếu như lãnh đạo của United Airlines ốt tiền bồi thường bởi bể đó hàng quan mà mình không giải thích, chúng ta sẽ bị đánh tơi bời. Do đó nếu chúng ta có theo dõi tất cả những gì mà họ đánh con đó, con đều phản hồi hết, phản hồi hết. Và đừng có ngại, đó là chuyện thứ vi. Chết rồi, ông nói là tất cả những gì mà họ đánh con là con đều phản hồi hết. Vậy nhớ, làm cho rõ, cho ra coi đứa nào vu oan dụ gạ tình nha, chớ không là mất uy tín của giáo hội nha. Ông đang giải thích là ai đánh ổng là ổng đều phản hồi hết á. Ghê thiệt chứ. Lên mạng thầy tu mà đi dùng truyền thông đồ đánh nhau đồ ghê thiệt. Ví dụ như có một cậu Phật tử cực kỳ giỏi, chống luôn cả ngài pháp chủ và nhiều vị hòa thượng tác, và con là ông ta chống 10 năm liên tục, cứ mỗi tuần là một bài. Con đã giữ yên lặng, lúc đầu mình cũng giải thích rồi, nhưng mà giữ là 10 năm không giải quyết được gì hết nha. Khi con tố ảnh kiện ảnh hình sự, công an mời lên làm việc 6 lần mất ngủ và phải tới chùa Giác Ngộ để xin lỗi. À, không, cái đó cậu đó thì phải, cậu đó thì mới 2 năm thôi. Có ở dưới có người nhắc phải Trần Minh Toán không? Cái ông nói không, không phải anh Toán Trần ở ngoài kia đâu. Đó mới 2 năm mà còn trước đó nữa. Ghê không? Đời ổng là bắt nhiều người tới xin lỗi ổng rồi đó. Tôi sợ quá, chắc tôi cũng phải về xin lỗi ổng quá trời. Đó. Và 2 năm trôi qua không hề đến nhắc đến tên con nữa và giữ bài cũ xóa đi. Do đó đó. Chết cha. Vậy là trong 4 năm qua tôi không những xóa đi mà tôi còn làm thêm bài mới nữa chứ. Hay không? Thích Nhật Từ ổng đang rất là tự hào, ổng nói với mọi người là trên truyền thông để bảo vệ Phật Pháp, giữ gìn uy tín danh dự. Ổng không, ổng yêu cầu người ta là phải xóa bài xin lỗi ổng. Mấy người ở bên Việt Nam là chết luôn á. Nhưng mà mấy bài mà nói ổng xưa giờ là xóa hết rồi, mà chỉ có trong này còn đứa 4 năm qua không xóa mà còn re-up rồi làm clip mới nữa chứ. Tôi nói thiệt, nếu mà clip của tôi mà nói về ông Thích Nhật Từ á, chắc cũng phải hơn 100 clip rồi á. Chỉ tính clip thôi chứ không có tính re-up nha. Lượt re-up thì chắc cũng phải up, bữa giờ chắc cũng phải cả ngàn lần rồi. Tức là người ta xóa đi, còn tôi là up để mấy cái chuyện đó nói rồi không có nói lại nữa, chỉ làm cái mới thôi. Trong cái quan điểm của Đức Phật á, cái này không phải là tôi không phải là tác giả bộ này, đó là trong kinh Trường Bộ rõ ràng có cái quan điểm đó. Còn quan ngất không cần biện bạch, biện bạch là gì gì đó, cái đó là quan điểm của Trung Hoa. Như vậy là giữa quan điểm Đức Phật và Đức Chúa đã khác nhau trời và vực. Thì con dựa vào cái quan điểm đó, cho nên đó là khi có các cái điểm dị biệt người ta nêu ra thì con lên tiếng. Và con nói ví dụ như là
trong 3 năm nay họ đang đánh con nè. Đó là nhóm Thiền Tông Tăng Diệu. Họ lấy một cái đoạn giảng của con vào năm 2007. Trong đó con nói là 5 cái cấp độ tiến hóa tâm linh. Thấp nhất là dục, kế đến là tình, kế đến là tưởng, kế đến là thức, và cái cuối cùng là trí. Thì khi phân tích về cái dục đó, thì Đạo Phật là nói nhiều nhất về vấn đề này. Nhưng mà họ cắt ra 30 giây, cắt xén ráp qua ráp lại. Họ nói con là chuyên gia tình dục, dạy tình dục từ A đến Z. Nhưng mà nếu mình không có lên tiếng là mình sẽ bị ngộ dặn liền, quần chúng tẩy chay. Đó là cái phản hồi là mình phải ngay lập tức. Và dĩ nhiên hôm nay phản hồi rồi, họ vẫn chưa dừng. Thì lúc đó phải nhờ luật pháp thôi, chứ không thể nói bằng ngôn ngữ hộ pháp mà phải ngôn ngữ tiêu diệt đại sĩ. Ủa, ông nói ông không có giảng, ông không có giảng tình dục. Sự thật là ông có giảng về tình dục mẹ. Ông có giảng, ông giảng trong nhiều bài giảng, nhiều chủ đề ở nhiều bối cảnh khác nhau. Ông là ông thầy tu, ông có giảng. Nhưng mà nếu mà ông là ông thầy tu mà ông lấy kinh nghiệm đó, đi tu hồi 14 tuổi thì kinh nghiệm ở đâu ra? Thầy dạy cách coi chăng kinh nghiệm trong quan hệ. Rõ ràng người ta nói đâu có sai, ông có giảng thì người ta nói là ông có giảng. Ông nêu tần suất thì người ta có nói là ông nêu tần suất, chứ ai cắt ghép làm chi, đúng không? Ông lên ông giảng, ông kêu là giảng pháp thì ông đi giảng pháp, người ta ngồi dưới, người ta họ nghe, người ta không biết là ông cần gì. Nếu những chuyện đó là chuyện mà ông cần giảng thì ông phải đi mời chuyên gia, chứ ông lấy kinh nghiệm đâu ra ông giảng ông. Mà quần chúng ta có nói cũng không có sai. Cho nên ông nói cái chuyện đó đối với ông là oan, tôi đâu thấy oan gì đâu. Mạng trên mạng lan đầy, người ta có cắt gì, ông nói sao người ta để nguyên vậy, chứ cắt là cắt làm sao. Tôi không nói ông là chuyên gia, tôi chỉ nói ông giảng về chuyện đó. Và tôi đặt câu hỏi, nếu ông đi tu hồi 14 tuổi thì ông lấy kinh nghiệm đâu ra để ông giảng chuyện đó? Chứ tôi không có nói cắt ghép gì hết đó. Tôi nói đó là điều mà ông chia sẻ. Mà nếu mà ông không có kinh nghiệm, làm sao ông dùng được các tính từ, ông dùng được những cái tính từ? Ủa, đâu ai nói oan cho ông, nó nằm ở đây mà, đúng không? Ở đây không phải, ở đây không phải lĩnh vực của mình mà chỉ mũi vào. Không phải, đối với tôi ví dụ đây đâu phải chuyện của tôi, đây đâu phải tôn giáo đâu, mà tôi vẫn nói được. Không phải là lĩnh vực của mình, mà có những lĩnh vực mình phải biết rằng chuyện mình là người tu hành, mình không bước vô đó, đó là giữ giới đó thưa quý vị. Tôi nói vậy có đúng không? Trên đời này không phải ai cũng là người có thể giỏi biết hết tất cả về các lĩnh vực để nói. Nhưng nếu người ta có đọc, có kiến thức, không biết thì lên hỏi chia sẻ. Nhưng thầy tu mà đi nói về chuyện tình dục là không có đúng. Bởi vì diệt dục là một trong những cái giới mà ông là sư ông phải giữ. Nó khác với cái chuyện không phải lĩnh vực của mình mà mình chỉ vô đó mình nói, không phải. Một người có thể không chuyên về lĩnh vực đó vẫn bình luận về lĩnh vực đó được, nếu họ có đọc, có kiến thức, có tổng hợp, có đưa tin, có chính kiến của riêng họ. Nhưng có những lĩnh vực không phải ai cũng nói được. Đặc biệt là các lĩnh vực nó liên quan tới chuyện mình bước vô là mình sẽ bị phạm giới. Ông kêu ông ta đang giữ giới mà, ông lên ông giảng như gì, ông có giữ giới không? Thấy không? Mình thấy đó, cái chuyện mà ủa nó mất rồi. Ông lên ông giảng như đúng rồi thì thiên hạ người ta đặt câu hỏi là đúng hơn. Và trong nhân quả, nếu các bạn sử dụng các dụng cụ để hỗ trợ cho cái thỏa mãn tính dục của mình cũng không có tội gì hết. Đó, trong nhân quả luôn. Ông đem cái này gọi là giáo lý Đức Phật đồ luôn á hả? Đức Phật nào nói? Và trong nhân quả, nếu các bạn sử dụng các dụng cụ để hỗ trợ cho cái thỏa mãn tính dục của mình cũng không có tội gì hết. Đức Phật cũng không xem đó là cái tội. Đức Phật chỉ nói đến những cái tác hại thôi, nếu các bạn biết nó là một thói quen. Đó. Thì các bạn sẽ khó hạnh phúc được với người chồng thật hay là vợ thật của mình. Vì các dụng cụ đó tăng cường cái mức đê mê và thỏa mãn dẫn đến nghiện,
nhiều hơn là đối với vợ chồng thật. Như vậy khi mà các bạn sau một thời gian chồng đi làm xa về hoặc là vợ đi làm xa về, là vợ qua khỏi cái thời gian bị bầu bí, thì các bạn sẽ không còn áp phê nữa. Ghê không? Áp phê rồi đê mê. Lúc đó các bạn sẽ bị nhàm chán đối với người và người chồng đó. Đó là những hậu quả về vấn đề thỏa mãn tính dục đó là bằng các cái dụng cụ hỗ trợ. Còn đối với những người chọn con đường sống single mom hay single dad thì cái phương tiện hỗ trợ này là cần thiết. Tại vì họ không có nhu cầu để lấy chồng với vợ nữa. Đó. Đó là những điều mà tôi nghĩ rằng á, ông không có ý thức được là tại sao ông cứ nghĩ người ta cắt ghép, người ta vu khống cho ông, trong khi nhận thức hay là cái ý kiến của quần chúng ở đây là một lĩnh vực mà một người tu không có nên bình luận vô. Tại vì sao? Ví dụ như tôi ngồi dưới, tôi giơ lên tay lên, tôi hỏi ủa thầy, thầy cho con hỏi, thầy đi tu hồi 14 tuổi kinh nghiệm đâu ra, thì dùng tính từ nghe chuẩn quá vậy thầy, rồi ông trả lời làm sao? Nên ở đây khi mà nói đến cái chuyện là thuyết pháp, nói đến lộng giả thành chân, nói đến biến tướng Phật giáo, thì cho tôi hỏi cái này có phải là biến tướng của Phật giáo không? Tôi hỏi giáo hội Phật giáo Việt Nam á, cái này có phải là biến tướng của Phật giáo hay không? À, luật pháp là tiêu diệt đại sĩ. Và một cái vụ nữa cũng là giống Tăng Diệu, họ lấy lời của ngài pháp chủ. À, rồi họ giả dạng như là một người bình thường, xong rồi họ đặt câu hỏi để con trả lời, thì mình trả lời xong rồi đó, rồi họ mới ráp vô lời của ngài pháp chủ, lời của con, họ nói con đó là chống đối ngài pháp chủ, và họ gửi trực tiếp cái clip đó cho ngài pháp chủ vào năm 2019. Và trong 3 tháng vừa qua kéo dài cho đến ngày hôm nay, họ biết là Đại hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào tháng 6 này, cho nên tiếp tục tấn công. Bây giờ nếu chúng ta không lên tiếng là chúng ta sẽ trở thành nạn nhân. Thì rất may là con cũng đã lên trình bày với cụ pháp chủ và ngài cũng đã rất thông cảm. Đó là cái cài bẫy của họ. Đó, mà cái này đó là họ là vi phạm luật hình sự đấy. Thì đó là điều 155, 156 và 331. Đó, cho nên đó chúng ta phải có cái quyền tự bảo vệ mình trước luật pháp, và luật Phật không cấm. Do đó trên mạng xã hội, ngoại trừ cách giảng giống như tội tâm đức, không đụng chạm triết học, không đụng chạm tôn giáo, không đụng chạm các cái chủ đề nhạy cảm, thì chúng ta bình yên vô sự. Và con cũng khuyên quý tôn đức cũng nên như thế. Vì lúc đầu con đã chọn cái hướng đi này ngay từ ban đầu, từ năm 2002 đến bây giờ, thì con phải chấp nhận cái đó. Vì nếu không có một người lót đường để giải quyết những vấn đề gọi là tôi tà hiển chánh, thì rất là khó. Từ hồi còn trẻ mười mấy hai chục tuổi, con cũng đã làm việc này trên báo chí, nó kéo dài, nhưng mà bắt đầu từ 3 năm nay trở lại đây con dừng, nó chuyển qua một cái giai đoạn khác rồi. Bây giờ tuổi mình cũng đã có U60 rồi, nó không còn cái tâm trạng để nó vấn đề đúng sai nữa. Nhưng mà họ lấy những cái băng cũ mình từ năm 2006-2007, họ cắt xén, họ biên tập để họ thoá mạ xúc phạm mình, thì chúng ta phải tự bảo vệ mình. Ôi chết chè. Nếu mà là Phật pháp thì từ 20 tuổi cho tới 30 tuổi cho tới 40 tuổi cho tới mấy 50 tuổi cho tới 60 tuổi nó phải giống nhau chứ. Ủa Phật pháp 20 tuổi ổng giảng nó khác, Phật pháp 60 tuổi nó khác hả mọi người? Phật pháp 20 tuổi đúng sai, Phật pháp 60 tuổi không có đúng sai hả? Tôi nghĩ, tôi tưởng Phật pháp là giống như Sư Minh Tuệ năm 2018 giống 2019, 2019 tới 2020, 2020 tới 2024 nó phải giống nhau chứ. Tôi tưởng Phật pháp nó chỉ có một thôi chứ. Ủa Phật pháp hồi tuổi trẻ nó khác với Phật pháp hồi tuổi già hả thầy Thích Nhật Từ? Này có phải là biến tướng đồng hóa Phật pháp, Phật giáo không? Đó. Tôi hỏi quý vị có những cái câu hỏi tôi để lên để tôi đặt cho quý vị đó. Để quý vị thấy. Và mình hiểu là tại sao họ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thích Nhật Từ lại xem hiện tượng của Sư Minh Tuệ là lộng giả thành trơn. Họ gọi cái hiện tượng của Sư Minh Tuệ lại là lộng giả thành trơn. À, cái nào là giả, cái nào là thiệt, và cái nào là biến tướng, đồng hóa biến tướng với Phật giáo. Thật sự tôi nghĩ cái
nếu những người khác trong giáo hội Phật giáo Việt Nam mà không lên tiếng, mà để cho Thích Nhật Từ, Thích Trúc Thái Minh hay những người khác sử dụng truyền thông kiểu này, thì chính họ đang đồng hóa biến tướng Phật giáo với giáo hội Phật giáo Việt Nam mới đúng. Và họ đã đi xa, rất là xa chánh pháp. Bởi vậy khi mà sư Minh Tuệ lên nói về chuyện cũng là chuyện sử dụng truyền thông, nhưng mà khi quý vị thấy rằng là nếu phải sử dụng truyền thông thì sư Minh Tuệ lại sử dụng truyền thông theo một cách khác. Sư Minh Tuệ sử dụng truyền thông theo một cách khác, chúng ta lại nghe về lợi hại của truyền thông mà sư Minh Tuệ trả lời. Tu hành yên yên lặng á, hay là cái gì á, tu hành á thì tất cả mọi cái đều có hai mặt của nó cả. Tu hành mà yên lặng hay là cái gì thì tất cả mọi cái đều có hai mặt của nó hết. Khi mình mọi người đều biết biết tới mình thì cũng có cái lợi mà cũng có cái hại cho mình. Có cái nhiều khi mà mình tham tham cái sự nổi tiếng hay là cái gì đó rồi bắt đầu nó phóng dật, nó không tu hành cho được mình nữa. Với lại khi nhiều người hay là có cái gì rồi mình lại lo mình, nói chung là vẫn có cái tế nhị, nhưng mà cái hai mặt đó cũng có cái gọi là cái lợi mà cũng có cái hại. Có cái hại là nhiều khi mình cái thời gian của mình đi hay hay chỗ này chỗ kia, nói chung là nó cũng đều nói chung nó cũng không có được như mình chẳng hạn. Chẳng hạn như nhiều khi mà cái thời gian mình đang được thoải mái, đang muốn thì mình phải gặp nhiều người chẳng hạn, thì nó cũng ảnh hưởng đến sự tu tập của mình. Nhưng mà cũng được một cái là mình mọi người ra nói là mình là một người tu hành. Đó, làm cho con biết ai cũng nói là chẳng hạn như con đi khất thực ở trên đường, họ nói là ông đó là người tu. Ở chứ giống như ngày xưa mà họ không biết là kêu thần giả. Họ nói là không ai có cái tin tức gì cả. Thì có nhiều người ta nói thì họ nói là cái thần kia, thần điên kia, ai cho mày giả mạo, ai cho mày mượn danh Phật Pháp mày đi làm cho họ không biết. Thì cũng vừa tạo cái duyên nghiệp cho họ mà vừa mình nữa. Nhưng mà khi mà họ làm cái này rồi, họ xem rồi, họ biết rồi, là họ biết mình tu hành rồi, kể cả họ không có bố thí cho mình cái gì cả, nhưng mà họ không nói những cái lời ác nữa. Họ nói là cái ông này ở trên đấy ai cũng biết. Ai cũng biết, mà mình đã nói với mọi người là một cái lợi nữa là mình nói với mọi người là báo với mọi người là mình là người tu hành. Đi đâu để mình cũng chân chánh để mình học tập, chứ không mình không có giả dối được nữa. Mình gọi là lên trên tivi rồi mà, lên công chúng rồi mình nói, chẳng hạn như hay là bữa sau mà mình nói là chạy về hay là đi làm hay ở hay là làm những cái điều gì đó, là họ một ai đó nói là ngày xưa nghe nói quay trên YouTube rồi nói hay lắm, mà giờ tự nhiên giờ thành ra như thế này, thì mình cái đó là cũng để cho tạo cái gọi là cho mình phòng hộ mình, giữ gìn mình để mình tu tập. Cái này đi ra, con đi ra ngoài đường thì ai cũng biết là mình là người tu hành. Chân chánh chứ không phải là tu hành để giả mạo gì cả. Cái đấy cũng cái điều tốt. Cái gì nó cũng có cái mặt trái mặt phải của nó thôi, nhưng mà con cũng miễn sao mà cái điều tốt tới mình vẫn bình thường, mà cái điều mà không hay tới mình vẫn bình thường. Không. Đó, thấy chưa? Ổng kêu ổng là chánh pháp, ổng kêu ổng là gọi là tu theo giáo hội Phật giáo Việt Nam, là gọi là tu chính chủ đó. Nhưng mà sao lại như vậy? Ổng không có hướng dẫn người ta dùng truyền thông để làm chuyện giảng đạo như thế nào, mà ổng hướng dẫn người ta dùng truyền thông, một là kiếm tiền, hai là đi tấn công hoặc là đi bào chữa cho mình, gọi là đi chiến đấu đó. Tại ổng kêu là những người mà nào mà đánh ổng là ổng sẽ sử dụng lại mạng xã hội, ổng trả lời, ổng đáp trả hết. Vậy thì quý vị nghĩ xem là đây có phải là những cái lý do mà giáo hội Phật giáo Việt Nam họ
họ cho rằng hiện tượng của Sư Minh Tuệ là lộng giả thành trơn và chánh biến tướng đồng hóa với Phật giáo. Lý do thì quý vị đã thấy đó, cái tiêu chuẩn nào là để định Phật giáo có tiêu chuẩn? Tiêu chuẩn nào là tiêu chuẩn tôi mới là Phật giáo, anh không phải là Phật giáo? Và thực sự đó, nhiều người cứ nghĩ rằng là ở đây khi chia sẻ những chủ đề này là cá nhân với cá nhân. Không, thưa quý vị, không phải cá nhân với cá nhân. Ở đây là một cái chủ trương thực sự khi mà đi tấn công vô cái pháp tu của Sư Thích Minh Tuệ đó, thì quý vị sẽ hiểu một điều như thế này nè. Nó không còn là cá nhân ông Nhật Từ đi lập thành tích nữa. Nó là một cái chủ trương rất lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Mà trong cái chủ trương rất lớn đó, bắt đầu định hướng cho Phật tử, đây mới là thiệt, kia là giả. Mà hỏi ai là người quyết định cái thiệt và cái giả? Thì công chúng không có lối ra. Thực sự, bởi vì tôi ngồi tôi quan sát và tôi đi tìm hiểu cái câu trả lời, thứ nhất là tại sao người ta đi theo, thì mỗi ngày chúng ta đều có một người trả lời về cái chuyện là tại sao người ta đi theo. Và tôi nghe từ đầu đến cuối, thực sự nghe rất là nhiều những điều mà ông này ông nói đó. Thì tôi lấy ví dụ, tôi xem thì tôi phát hiện rất rõ là việc mà Sư Minh Tuệ trả lời quần chúng về pháp, hiểu như thế nào về pháp, trả lời về những gì Sư Minh Tuệ nói, thứ nhất rất rõ ràng và cho thấy rằng là một người có đọc nhiều, không những có đọc mà đọc rất nhiều, mà thuộc rất nhiều kinh luôn, chứ không phải là người mà chỉ có đi bộ ngoài đường giống như nhiều người nói đâu. Học thuộc rất là nhiều bộ kinh. Và đây là tôi mở một đoạn cho quý vị nghe, chứ không phải ông chỉ đi bộ mà không có nói điều mình hiểu đâu. Ông nói nhiều thứ lắm. Tôi xem thử coi. Ủa gì vậy, sao tự nhiên nó lẫn qua đây là tôi vậy? Ủa không phải, xí, bấm lộn. Tự nhiên bấm lộn vô YouTube giới thiệu mình. Đây. Đúng vậy, là nghe không nghe nhạc tự nhiên hát, nghe ca hát, được ca chứng hát. Thật sự mà nhiều khi tôi nghĩ, nhiều khi Phật tử hỏi mấy câu tào lao dễ sợ luôn á, mà ông cũng chịu khó ngồi trả lời ghê. Đám là không bo, bôi dầu hoa tràng hoa chuỗi hàm, đeo các cái bôi loại dầu thơm á, suy tín không có nằm giường cao giường lớn, tôi bùi là không có cách giữ tiền bạc với vật quý gì cả. Mọi người mà muốn biết những cái hành đó thì về nghe Kinh Sa Môn Quả, trong Kinh Trung Bộ. Thầy, đấy là 10 giới của Sa Di rồi. Dạ, trong Kinh Trung Bộ. Con nói là cái hạnh đầu đà, 13 hạnh đầu đà mà ngồi đây. Muốn học được 13 cái hạnh đầu đà thì trước tiên phải tuân thủ 10 cái giới này trước. Sau đó phải học 250 giới tỳ kheo nữa. Trong đấy phải học thọ giới, phải làm được những cái đó đã. Rồi sau đó mới tập học các cái hạnh. Một là thân tạo y, hai là ba y bát, ba là sườn đi khách thực. Tôi đã đến trên nhà đó, là ngồi một lần ăn, sáu là ăn trong một kịch bát, bảy là nằm nơi gốc cây, tám là ở nơi nghỉ bãi tha ma, chín là ở nơi rừng thăng đá, mười là ở nơi mỏng trồng, 11 là bà đâu từ đó, 12 là ngăn tật tịch, 13 là ngồi không nằm. A di đà phật, bạch thầy có trì chú gì không? Có trì chú. Có thầy trì chú gì ạ? Trì chú là khi nào cũng không có sát sanh, không có trộm cắp, không có dâm dục, không có nuôi láo, không có uống rượu. Đó là chú, đó là khi nào cũng trì gã. Tổng trì, khi nào ngồi đâu cũng tham, đấy là trì. Đến luận nhận. Khởi lên, họ đưa tiền bạc cái tham, đấy là mình không tham. Mình cũng lấy tiền bạc, dưới luận là trì chú. Ai gì đẹp lần này? Ai gì đẹp lần này? Thầy cho con hỏi là, nếu mà gặp một cô gái đẹp không phải là vợ mình mà mình vẫn khởi cái tâm thích thì đó có phải là tà dâm không? Mình chỉ khởi tâm thích thôi chứ không động chạm gì đến cô ấy cả. Đó tà dâm, dạ đó là tâm dâm. Tâm dâm này, ý dâm, ý dâm mình đã khởi.
Tức là trường hợp mà mình nghĩ tâm là mình không được phép nghĩ tâm. Nên mình bật nhìn, nhưng mà mình thấy rồi, mình tư duy mình bỏ, mình đây không phải cái này. Nghĩ dân đầu các pháp rồi. Ờ, cái này mình không có hành dâm, mình không từ bỏ. Mình làm gì mình nghĩ là gọi là thần chú, chỉ chú ấy, chỉ chú của mình là từ bỏ dâm dục. Tập, cái này phải tập kinh thì nếu mà không có thì phải 36 kế xin cầm dép chặt. Ở đây hàng giá đấy, để mình tập học cho mình dạ. Chứ không nên thực hành tu theo hạnh đó, trước sau gì cũng đọa khổ. Nên là Phật dạy như thế mình cũng nghe. Mình thì chưa biết được, nhưng mà Phật bày vô nghe đấy, ôm hòn lửa, ôm cái đống lửa mà chết thì còn hơn đi với nữ nhân đấy, thì mình cũng nghe như thế. Cái tu môn để mình từ bỏ, mình để mình tập học cho mình. Con bạch thầy, bây giờ như thầy là đi như này thì là thời gian lâu rồi thầy nghiên cứu là kinh điển á? Nghiên cứu kinh điển, bây giờ phải có lời để đọc. Nghiên cứu kinh điển thì con trước khi đi bên này ở khu xứ còn có nghiên cứu kinh điển rồi. Nếu chỗ nào thì mình nghe tiếp, gặp chỗ nào thì mình có thể nhớ. Con máy nghe mình nghe mà được. À, có thể nhớ. Vâng, có thể nhớ thì máy nghe, mà về khu xứ thì mình nghe. Thế thầy có biết Hòa Kiều Chuyên Hóa không? Có, con cũng được nghe. Chứ con chưa gặp. Con lấy ví dụ là mình biết là một người vợ kia là có ngoại tình thế, nhưng mà nếu mình nói thật cho người chồng biết thì là gia đình họ sẽ tan vỡ. Thế nhưng mà nếu mình nói dối là không có chuyện đó thì gia đình họ vẫn giữ được hạnh phúc. Thì ví dụ trường hợp này thì thầy cho ý kiến ở đây này. Tôi nghĩ mấy cái người này á, họ phải tự đi hỏi vậy đâu, họ đang đi kiếm bằng chứng coi ổng có nói gì sai, không có đúng Phật không á, ổng rồi cắt ra đó. Chứ nhiều khi tôi ngồi tôi nghe có nhiều người hỏi mấy cái câu tào lao dễ sợ luôn á quý vị. Nếu mà nói dối thì họ được tạm thời hạnh phúc á, nhưng mà khi chết rồi đọa địa ngục, họ lại ra lao vào địa ngục thì rất là đau khổ. Đau khổ hơn tạm thời được mấy ngày đó, mà địa ngục rất là dài. Đấy, cái đau khổ dài hơn mà đổi lại cái hạnh phúc ngắn thì không nên. Sau khi chết thì không tránh được nhân quả, ngoại tình đọa địa ngục ngay lập tức, nghĩa là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thế là cái nói dối không có cái gì tốt đẹp cả đâu. Người ta phải hoàn nghênh, người lấy xe lên chùa A Di Đà Phật. Đây là đi làm khó chứ, tôi gọi là hỏi tào lao chứ. Tự nhiên cái đi hỏi ông thầy tu những cái chuyện vậy, đang thử thách đó, để coi thử coi ông có thực, ông có hành được điều ông nói không á. Giờ trả lời là nói dối mà giữ được hạnh phúc thì sao? Ông trả lời đúng y chang trong kinh sách, ngoại tình là bị đí vô hỏa ngục, nói dối cũng là tội luôn, hai cái đều tội hết đó, ông chọn đi. Nếu có tội thì ông đừng làm, khỏi hỏi tôi, quyết định vậy đi. Đang thử thách và quý vị phải nghe, tôi nghe nhiều để quý vị hiểu rằng là trên cái chặng đường này đó, họ thử rất là nhiều thứ. Tại vì bản hay là nguyên hay là kể cả một cái tóc hay là một cái xa lợi mà đem thờ làm tháp đây cũng có phước, kia thì cũng rất là bán. Cái gì cũng tốt đẹp, kể cả lấy xa lị đấy, lấy cái răng đem về xây tháp thờ cũng có phước. Đấy là còn đâu có bán nữa. Nên là giờ có cái hình bán Phật là tốt đẹp lắm rồi. Mình để thế mình thờ cái bán Phật đấy. Có được cái gì mình dùng do vô minh duyên hành. Có cách nào để mình có thể khắc chế cái nóng giận trong người? Khắc chế nông dạy cùng văn đường đấy, văn định đạo đấy khắc chế được, nhưng mà nếu mà trực tiếp người ta thường hay nói là tu tập tâm từ bi, nhưng mà đi theo con đường tránh kiến, tránh tư duy, tránh tưởng, tránh nghiệp, văn tránh đạo đó đều khắc chế nông dạy hết, diệt tật khổ đau, A Di Đà Phật, Nam Mô. Không mang tội và không mang. Thầy chứ không hỏi là một người khi tu đã đạt giải thoát rồi thì người đó là còn ở trần gian không, hay là qua thế giới khác? Tu đạt giải thoát thì người đó cũng có thể ở trần gian, mà không ở trần gian họ muốn ở cảnh giới niết bàn của họ ở chỗ nào tùy họ. Mình cũng không biết can thiệp vào của họ nữa, quá niết bàn rồi không nói được nữa. Đạt đến giải thoát rồi mình không có cái gì để nói ở trong nữa, vượt ra ngoài. Nếu mà vào niết bàn rồi thì không thể nói về họ được nữa. Hỏi không, quý vị thấy không, hỏi gài dễ sợ luôn không, như thế nào là đạt đến giải thoát làm sao biết được. Nhưng mà sư Minh Tuệ không có trả lời là nhóm như tôi là
phàm phu tục tử, tôi sẽ quay ngược trở lại, tôi hỏi ủa anh làm sao anh biết được họ đạt tới giải thoát, làm sao được tới cảnh giới, làm sao được tới niết bàn, đó là tôi. Nhưng mà đây là sư, sư trả lời rất là nhẹ nhàng, ủa người ta tới niết bàn, tới chỗ đó, tới giải thoát rồi, mình đâu có gì bàn nữa, mình chưa tới lấy gì mình bàn người tới, đúng không? Quá hay. Nếu mà quý vị nghe hết, thực sự tôi mấy ngày nay tôi nghe, phải nói là tôi nghe rất là nhiều câu để tôi xem thử coi tại sao người ta đi hoặc là người ta tin vào sư Minh Tuệ. Tôi có coi từ giữa đám đông, tôi coi cảnh ngồi chung với nhau, tôi coi cảnh hỏi mộc mạc, tôi coi cả những cái câu hỏi gài về trong đàn này đó, trả lời rất là khôn khéo. Nếu mà họ tới niết bàn rồi đâu mình đâu có gì để nói nữa, người ta tới người ta biết chứ, giờ họ niết bàn ta quay lại cũng tới niết bàn chưa, giống như ông Thích Nhật Từ vậy đó. Rồi quý vị sẽ thấy ở đây là những cái câu trả lời mà tôi nói thật trong này, bởi vì thầy Minh Tuệ tu từng phút từng giây nên ổng không có chỉ trích ai hết, nói câu nào ổng đi qua chỗ khác hết, chứ tôi tin rằng là người ta đang ngồi canh coi ổng có chỉ trích ai không á. Không, ổng có chỉ trích phê phán ai hết á, chắc tôi cũng phải đi theo ổng quá. Chứ còn không á, tôi nói thiệt với quý vị, từ giờ tôi mà tôi ngồi nghe kiểu này, bộ quý vị tưởng an ninh tôn giáo lực lượng không có ai ngồi canh nghe hả? Nó nghe, nó đi theo trong này, nó hỏi cho đã đời, chụp cắt quay bỏ lên liền. Nên đây là một người có thể thấy rằng là họ tu từng giây từng phút, và nói khi cần thì nói đúng đủ, người nghe xung quanh quan sát lắng nghe tỉnh thức, rồi nhận hiểu được nhiêu thì hiểu, hiểu không được thì thôi, khỏi tôi có trả lời chứ tôi không im lặng. Cho nên đây chính là cái lý do tại sao mà nguyên một đám thợ tu quốc doanh họ đang ngồi trên giảng pháp, thì mình sẽ thấy rằng là nếu mà ông Phật á, mà ổng có thể bước chân xuống từ trên bàn thờ bước xuống, ổng chỉ cần nhắc lại mấy lời mà ổng đã chứng nghiệm qua tu tập, thì sư quốc doanh tôi bảo đảm sợ khiếp luôn. Cho nên đúng nghĩa hạnh đầu đà là đi bộ hành để tu. Và trong cái sự lựa chọn đó, sư Thích Minh Tuệ hiểu rằng là trên đường bộ hành mình sẽ gặp gỡ đủ mọi loại người trên thế gian, sang hèn tốt xấu, già trẻ lớn bé, đủ hết để tụ tập. Cho nên ông đi bộ hành là đúng theo cái nghĩa hạnh đầu đà, để có thể xem mình trong mắt mọi người. Và ông kiên nhẫn trả lời. Tôi nói thiệt, tôi nghe nhiều người hỏi, tôi nghĩ trong đầu hỏi gì tào lao gì trời. Và trả lời theo đúng chánh niệm của một người tu. Cho nên bởi vì luôn tỉnh thức, luôn trả lời trong đúng chánh niệm, và vì như vậy cho nên tôi tin rằng là người thiệt, việc thiệt thì bị xem là lộng giả thành trơn. Còn hai người bắt tay với tà pháp thì quý vị sẽ thấy đó chính là cái hiện tượng mà mình sẽ quan sát. Rồi xong từ chuyện quan sát đó mình sẽ lắng nghe, để quý vị tự mình cho ra những cái câu trả lời. Họ coi sư Thích Minh Tuệ lộng giả thành trơn là tại vì họ xưa giờ vốn dĩ là lộng giả thành trơn. Còn ai nghe ở đây thì quý vị sẽ thấy rất là đơn giản dễ hiểu. Nghĩa là người sống không có để là ở trạng thái giải thoát. Người sống mình có ở trạng thái giải thoát. Người sống như thế này mà hết tham si sân si là niết bàn, đạt được quả là hắn họ vẫn sống, thì họ vẫn ở trần gian. Nhưng mà khi chết rồi thì họ có thể ở trần gian hoặc có thể không. Thế này bất tử ở trong cảnh giới niết bàn của họ mình không biết được. Thì đó mình đạt tới A-la-hán thì đến trần gian. Mình có ngũ âm ma thì những cái đó mình chưa biết hết được đâu. Dạ. Thế nào mình còn xuyên hay là những cái cảnh giới đó thì mình mới biết. Thì thầy cho con hỏi là cái việc mà con làm là phải là tham thiên đấy. Thì mình gọi là cái đấy là đều tốt đẹp hơn những cái người chẳng hạn như là mình không sinh rồi khuyến đứng học thuyết pháp đến những người đang mang dép, học thuyết pháp đến người đang nằm, học thuyết pháp đến người đang cầm vũ khí, chẳng hạn như là những cái người mà đứng ở đó con không thức tạo, không có nói cho những người khác ra nghe, như cô này hỏi thì con nói cho cô này nghe thôi, còn họ đứng nghe thì việc của họ đó. Quý vị thấy chưa,
Sư Minh Tuệ rất là khôn và rất là tỉnh táo luôn. Tức là khi đang nói có người khác chen vô, hoặc là những người khác có thể là mượn lời, cướp lời, hay nói ủa tôi à, anh đang nói cho đám đông nghe không, ai hỏi tôi nói cho người đó nghe thôi, còn mấy người khác có nghe không chuyện của họ. Rất tỉnh táo thiệt, quý vị phải ngồi nghe hết, coi hết mấy cái clip quý vị mới hiểu là những cái thử thách xung quanh. Ngồi ngang hàng với nhau không anh? Con này không có tận mặt sống với đời Đức Phật. Nhưng mà con thì... Tôi sẽ trả lời, nội ông Phật từ bỏ ngai vàng mà đệ tử vác vàng lên mình ốp hạt vậy, có cho hỏi có làm đúng hay không? Như Quỳnh trả lời giúp y, tôi không có nhận xét mấy đệ tử nha, tại vì tôi đâu phải Phật giáo đâu, đúng hay không? Tôi không có theo đạo Phật. Đừng hỏi tôi, đi hỏi mấy người là Phật tử đi học theo Phật chứ. Mấy người Phật tử đi học chứ tôi công giáo, tôi trả lời không đúng cái nói y bà công giáo biết gì. Không, tôi không có trả lời câu đó được. Tại sao? Tại tôi không phải là Phật tử. Quý vị nào là Phật tử trả lời giùm, chuyện Đức Phật từ bỏ ngai vàng mà đệ tử của Đức Phật vác lên mình ốp hạt kìa, vậy làm đúng có không, vàng và bạc vậy kìa. Tôi không trả lời câu này nha. Tại tôi đâu đi tu đâu, đi tu tập đâu, tôi đứng ở vai trò nào để mà trả lời là đúng hay không đúng. Lại đi hỏi Sư Minh Tuệ thì được, hay là đi hỏi thì Thích Nhật Từ, chứ đừng hỏi tôi, tại tôi không có chung tôn giáo, hỏi chuyện đúng hay không đó hơi khó đối với tôi. Thì nghe trong kinh nói là khi sau khi đến đảnh để Đức Thế Tôn rồi ngồi sang một bên, nghe kinh Tung Bồ đấy, hay là chào vái, hay là im lặng người ngồi sang một bên đấy, thì họ như thế nào, thì hay là có thể ngồi trước ngồi sau? Không có được ngồi cao hơn vâng, vì đang thuyết pháp, không ngồi trên cao, thuyết pháp đến những người đang đứng, không thuyết pháp đến những người đang mang dép, không thuyết pháp đến người đang nằm, không thuyết pháp đến người đang cầm vũ khí. Chẳng hạn như là những cái người mà đứng ở đó, con không thuyết pháp, không có nói cho những người khác nghe, như cô này hỏi thì con nói cho cô này nghe thôi, còn họ đứng nghe thì việc của họ, con không quan tâm, tại vì cái người hỏi, cái người chẳng hạn như đó rồi nè, hỏi cũng không trả lời, bạn đang mang dép là cao hơn rồi, cao hơn tham ma rồi, không trả lời. Ai biết là Phật thấy thầy cho con hỏi nè, như bọn con thì chỉ là còn rất là nhiều cái nghiệp mà vướng bận, nhưng mà con có một cái phát nguyện là con cũng rất là muốn tu hành, nhưng mà vì cuộc sống ấy con chưa làm được, thì bây giờ con phải làm như thế nào thầy? Chưa làm được, mình theo cuộc sống ở nhà như thế mà con thấy vất vả lắm, ở nhà con không thoải mái. Thế thì mình ước nguyện cố gắng giữ giới, bây giờ đời nghiệp mình còn gia duyên duyên xuất gia được, thì mình ước mong đời sau hay là cái gì đó mình phát nguyện là tu thành vô thượng cái chẳng chính giác, đừng có để mất cái nhân giống của mình, gieo cái nhân duyên như thế, rồi đến một cái duyên nào đó, một cái đời nào đó mình tu hành mình giải thoát, mình nghe được chánh pháp. Tha chi người làm tâm tâm ơn đi được mình được làm. Khổ hạnh giống như thầy, thì thầy có lời khuyên nào cho là tốt đẹp? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, là như các con thì hiện tại thì cũng chưa thể tu hành được khổ hạnh giống như thầy, thì thầy có lời khuyên nào cho các con là để sống cho cái cuộc đời này nó thật là tốt đẹp và giữ được càng nhiều giới càng tốt, và thầy có lời khuyên nào cho tất cả chúng con mà khi mà chưa có thể tu hành vì điều kiện, vì hoàn cảnh, vì nhiều lý do? Chưa có thể tu hành đó là sống bố thí tỷ giới, tu thiền, phát tâm vô thường chánh chẳng chánh giác, từng đấy là được. A Di Đà Phật. Tu hành tốt hơn, mà mình Phật tử nữ thì mình phải tư duy nữa, là đời này mình người nữ mình không có tu như người nam được, mình phát nguyện đời sau mình thân nam mình tu hành giữ giới, tu hành sống bần bố thí giữ giới, tu thiền giúp mình đời, ước nguyện đời sau thân nam. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ bạch thầy, thầy cấp. Hành trình bố thí thì giới tu thiền, cái đó là ba cái con đường tạo phước, cái sự nghĩ là hết rồi, trong kinh cũng nói như thế. Thì mình ba con đường đó thì mình có tạo phước không giúp cho mình. Ai gì được rồi, ai gì được rồi. Chào thầy ạ. Dạ. Thầy ơi, cho con xin hỏi thêm một câu, tức là vợ con thì hơn một tháng nữa là sẽ gần một tháng rưỡi nữa sẽ sinh ấy. Thì con muốn là cầu cho vợ con và con rồi còn con vuông ấy, sức khỏe thì cầu như thế nào được? Mình đi làm nhiều cái việc thiện bố thí cho những cái người có đức hạnh, có giới luật, người ta tu hành rồi hồi hướng công đức rồi mình những cái ngày từ giờ cho đến đó mình phát nguyện những ngày trai giới. Cả vợ cả chồng ấy giữ tám giới rồi cúng dường vô mười phương chư Phật, chư hiền thánh, mình hồi hướng công đức cho họ, được cái công đức thì ước nguyện cho họ những cái điều tốt đẹp hạnh phúc. Ngài chỉ được tưởng quý vị thấy là mọi câu hỏi trong mọi tình huống đều được trả lời, và trả lời tôi nghĩ là dễ hiểu và rất là dễ đón nhận. Nên ở đây mình có thể thấy á, là cái chuyện này á, nó là một cái câu chuyện mà cả tôi và quý vị đều cần có thời gian quan sát. Nhưng mà khi mà họ gọi rằng là lộng giả thành chân thì mình phải đi coi ai giả ai thiệt chứ. Và cái gì là biến tướng của Phật giáo chứ. Đúng không? Nên khi mà thật sự mà nói với tôi đó là thưa các anh chị, anh chị cũng đừng nói tôi đang có duyên với Phật giáo qua sư Minh Tuệ, tại vì tôi cũng đã bình luận về Phật giáo lâu rồi. Và thật sự nếu mà nói tôi có duyên với Phật giáo thì không phải qua sư Minh Tuệ. Người giúp tôi có duyên đọc sách, tìm hiểu về Phật giáo, có kiến thức là từ thiền sư Thích Nhất Hạnh, là một trong những người giúp tôi nhìn về đạo Phật ở một cái góc nhìn của một người công giáo, và chỉ cho tôi những quyển sách để tôi có thể đọc và tìm hiểu từ những quyển sách đó. Và thực sự đó, giống như là với những con người á, thực sự có những con người có năng lượng tích cực, mà khi họ gặp họ mình nhận thấy năng lượng đó liền. Thì tôi may mắn là được gặp thiền sư Thích Nhất Hạnh, và mỗi khi mà ở một cái góc nhìn khác thì tôi lại nhớ tới những cái ngày đầu gặp gỡ. Cho nên khi bình luận về chuyện Phật giáo á, thực sự tôi muốn vậy rất hạn chế, là bởi vì tôi không có muốn bình luận nó khác tôn giáo, và nó không phải là cái chủ đề mà tôi lựa chọn. Nhưng bởi vì ở đây đối với tôi không phải là tôi đang bình luận về Phật giáo, mà ở đây chính là cái hiện tượng xã hội là đạo Phật bị biến tướng. Trong khi những người giống như Thích Nhật Từ lại có quá nhiều quyền lực trong một cái xã hội mà có thể quy định rằng có thể buộc người ta phải tin rằng tôi mới là Phật Pháp, tôi mới là chánh Pháp, tôi mới là đạo Phật, còn người khác thì không được. Và có luôn cả một chiến lược để có thể mà tấn công, chèn ép, vùi dập người khác, định hướng. Thì đối với tôi, ở đây là hiện tượng truyền thông dùng mạng xã hội. Ông Thích Nhật Từ đang dùng mạng xã hội để tẩy não quần chúng. Tôi dùng mạng xã hội để đưa lại cho người ta một cái góc nhìn khác, mà ở đó một người ngoại đứng bên ngoài như tôi nhìn về các giá trị Phật giáo chỉ qua một người tìm hiểu thôi. Chỉ là người không phải là người ở trong đạo, nhưng mình nhìn vô mình sẽ hiểu rằng người đọc sách hoặc là người tìm hiểu có kiến thức về Phật giáo hoặc là bình luận về vấn đề xã hội, người ta cũng biết rằng là kể cả là không chung pháp tu thì việc một người tu hành đi tấn công người khác pháp tu của mình. Hồi xưa đó, ông tấn công, ông Thích Nhật Từ tấn công Tịnh Thất Bồng Lai vì Tịnh Thất Bồng Lai đi tu mà còn ca hát, đi tu mà còn tham gia game show, đi tu mà còn tập thể hình chẳng hạn đi.
Còn bây giờ một người đang đi theo đúng cái hạnh đầu đà, khổ hạnh của Đức Phật mà ổng cũng đi tấn công, thì quý vị nghĩ mình không bình luận thì mình nên làm gì? Và thực sự đối với tôi, người ta không có, người ta thường thường phản biện ông Thích Nhật Từ á, không có phản biện ổng trong cái chánh tư duy hay là chánh ngữ hay là chánh niệm, để người ta nhìn sâu vào các giá trị của đạo Phật bị tàn phá. Tôi không phải qua hiện tượng của sư Minh Tuệ đâu. Tôi đã bình luận rất nhiều về những vị hiện tượng khác, trong đó có một vị nữa ngoài sư Minh, ngoài thầy Thích Nhất Hạnh là tôi rất là kính trọng ngưỡng mộ, đó là thầy Thích Tuệ Sĩ. Thầy Thích Tuệ Sĩ là một trong những người cũng tác động rất lớn tới tinh thần của tôi, bởi vì giọng văn, cách viết, ngôn từ, quý vị có thể search để kiếm thầy Thích Tuệ Sĩ là ai. Và đó là những con người mà luôn trăn trở làm sao để gìn giữ giá trị của đạo Phật. Nhưng nếu hai người là thầy Thích Nhất Hạnh và thầy Tuệ Sĩ làm cho tôi có tư duy, tức là đọc hiểu và nhìn thấy cái chiều sâu của Phật giáo, thì đây là một người lại thực hiện dễ hiểu nhất, chân thật nhất, mà nói chính xác hơn là họ thực hành. Tại vì nói gì thì nói, đối với tôi tu nó đi kèm với hành, người ta mới nói là tu hành chứ không người ta kêu tu hú rồi, đúng không? Một người, người ta nói là người tu hành thì tu phải đi kèm với hành, chứ không thể nào tu không. Còn chuyện hành á, hành như thế nào thì lại tùy. Tại vì mấy người này họ chọn theo chuyện tu hành, hạnh đầu đà thì mình dễ thấy. Còn những người ở tu ở trong chùa họ có hành không? Có hành. Họ có hành theo kiểu ngồi thiền, họ có hành theo kiểu của họ, mình không có thấy. Nhưng mà bởi vì đây là hành theo đúng cách của Đức Phật hành đạo ngày xưa. Nếu mà nói trong đạo Công giáo nó cũng có cảnh Chúa Giê-xu đi rao giảng qua các làng mạc, mọi người không để ý thôi. Chứ còn nếu mà mình nhìn sâu về hiện tượng đó thì mình thấy bên Công giáo của tôi cũng có hiện tượng Chúa Giê-xu đi qua các làng mạc để mà rao giảng tin mừng, rồi cũng có tiếp xúc với quần chúng, rồi lúc ngồi cũng gặp gỡ quần chúng và trả lời câu hỏi của quần chúng, cũng có rất nhiều điểm căn bản. Bởi vì cái chuyện mà tôi được Thiền sư Nhất Hạnh giải thích về chuyện giữa Phật giáo và Công giáo đó, thì cái điều đầu tiên tôi có thể gọi là hiểu và cảm được, hay gọi là ngộ được từ lời giải, là Phật giáo hay là lúc đó Thiền sư Thích Nhất Hạnh gọi là Bụt, không có gọi là ông Phật, gọi là Bụt. Bụt hay là Thiên Chúa của con, thì con nhìn xem thử điểm chung là gì. Thì tôi chỉ trả lời là điểm chung là hướng con tới người tốt hơn, làm chuyện tốt thôi, làm chuyện thiện thôi. Con có thể cách tiếp cận nó khác nhau, tôi trả lời ngắn gọn vậy thôi. Thì Thiền sư Nhất Hạnh nói rằng là nếu đã xác định được đó là chuyện, là mục đích hướng tới, thì những chuyện tiếp theo tìm hiểu xem thử coi là về tư duy nó giống và nó khác chỗ nào. Không có nói đến chuyện khác nhau giữa tôn giáo, không có nói đến chuyện khác nhau giữa Thiên Chúa và Đức Phật, mà việc để tôi tiếp cận trong điểm chung, nó đã khiến cho tôi nhìn thấy rất rõ. Rồi nó ở đây nó có hai cái giống nhau nữa trong hình ảnh của Thiên Chúa và Đức Phật, nhưng mà nó khác nhau ở nguồn gốc. Ví dụ như nói về chuyện từ bỏ, Thiên Chúa, Chúa Giê-xu ngôi hai từ bỏ vai trò là con của Đức Chúa Trời để đi xuống làm người trần thế, trải nghiệm cuộc đời của con người dương thế, thì nó cũng tương tự như là Thái tử từ bỏ cung điện nguy nga để đi ra làm một người phàm trần. Chỉ là mọi người nhìn thấy nó giống mình nhau chỗ nào và nó khác nhau chỗ nào thôi. Nhưng tôi thích cái cách khi mà tôi hỏi từ một người lãnh đạo, một người lãnh tụ tinh thần của tôn giáo khác đó, thì họ không, may tôi nghĩ tôi may mắn thôi, họ không có chọn cách tiếp cận chỉ cho tôi thấy sự khác nhau, mà họ chọn cách tiếp cận chỉ cho tôi sự giống nhau. Và từ chuyện sự giống nhau đó, họ còn giúp tôi đọc sách, họ còn giúp tôi kiếm kiến thức nữa. Nên
Tôi biết đó, đó là lý do tại sao mà tôi được lòng một số nhà sư, tôi cũng được lòng linh mục, nhưng mà cũng có nhiều linh mục không thích, tại vì quan điểm xã hội, quan điểm chính trị của tôi không giống các linh mục, mà có khi tôi còn được nhà sư thích nhiều hơn là linh mục à, thiệt. Nên là tại vì có nhiều khán giả đi ngang qua nghe tôi bình luận về chủ đề này thì quý vị nghĩ rằng là tôi có duyên với Phật, mà thực sự tôi đọc về sách Phật nhiều lắm, mà tôi không có ý định là thay đổi tôn giáo, tôi chỉ đọc để tôi biết, để khi tôi bình luận đứng trên cái góc cạnh đó, cái khía cạnh đó mình hiểu được bao nhiêu, nếu tôi không hiểu sẽ có khán giả giúp đỡ. Hoặc là nếu tôi chưa hiểu được thì tự nhiên tôi nêu câu hỏi lên đây sẽ có người giải thích cho tôi chẳng hạn. Nhưng tôi tránh xa đà vào chuyện phân tích về tôn giáo, hiểu pháp như thế nào, tại đó không phải là, đó không phải là chuyên môn của tôi. Nhưng tôi muốn phân tích là bởi vì một người cho rằng mình là có kiến thức về Phật giáo, một người cho mình là tiến sĩ học Phật. Tại sao tôi nói tiến sĩ học Phật mà không phải là tiến sĩ Phật học? Có người đã phản ánh cái chữ này nó không có đúng, là tiến sĩ Phật học. Tức là dùng cái chữ này nó sai trong cái chuyện sắp chữ tiến sĩ Phật học á, là vì tiến sĩ giỏi quá đứng trước ông Phật, cho nên ông Phật phải đi học lại tiến sĩ mới có đạo Phật ngày nay. Còn đúng ra cho dù ông có là tiến sĩ đi chăng nữa, ông vẫn đang đi theo học Phật. Có người giải thích cho tôi cái chữ đó, mà người đó là người ở bên phía Phật giáo. Ừ, mình nghe xong mình thấy hợp lý. Tại tôi hay nói sai một cái câu là chùa to tượng lớn, mà tôi hay nói chùa to Phật lớn, không, ở trong cái tượng nó không có. Nhưng mà tôi biết trong đầu, nhưng mà tôi hay nói bị sai. Nên hôm bữa mình được sửa cái chữ đó, và nhân tiện đó được giải thích thêm một số cái cụm từ. Quý vị tưởng tôi lên đây ngồi nói với quý vị là tôi tự nói hả? Tôi phải tham khảo chứ. Tôi phải lắng nghe ý kiến từ những người thực sự có chuyên môn về tôn giáo, những người thực sự là những người là sư, là thầy. Nhưng mà những người đó họ không có lên mạng xã hội, họ không có lên chia sẻ trên YouTube. Nhưng mà họ có nghe tôi nói, và họ ủng hộ cách tôi tiếp cận vấn đề tôn giáo trong góc cạnh của tôi. Chứ chưa bao giờ tôi tự lên nói bậy bạ đâu quý vị. Tôi nói về nông nghiệp tôi cũng phải đi kiếm người. Hoặc là tôi nói về tiền tệ và đi kiếm không ra ai thì tôi quay về nhà tôi hỏi anh túi. Tại sao chúng ta phải nói chuyện này? Tại vì trong bối cảnh mà quý vị cũng sẽ thấy đó, người dân ở Việt Nam họ mất niềm tin với Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tôi tin là như vậy. Cho nên là mình cũng sẽ thấy là khi mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm người ta mất niềm tin á, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại đi đổ lỗi người ta mất niềm tin vì giáo hội đang đứng trước cơn bão lớn của truyền thông, mà đó là một thách thức đâu có. Quý vị nhớ trong cái biên bản họp của mấy ông thầy tu không? Họ đổ lỗi cho truyền thông đó, họ nói là giáo hội đứng trước thách thức. Ủa đâu có đâu, tại mấy ông lên mạng, mấy ông giảng chứ mấy ông định lợi dụng truyền thông trên mạng xã hội này để mấy ông đi kiếm quần chúng, đi moi tiền quần chúng, cho giáo hội nào đứng trước thách thức của truyền thông? Phật giáo nào đang đứng trước thách thức của truyền thông? Tôi mỗi lần tôi đọc gì rồi tôi thấy nó sai là tôi nhớ kỹ lắm nha quý vị, tại vì để dành mai mốt mình lên phản biện mà, được cái nhớ dai. Đây, quý vị đọc cái câu này nè: Phật giáo thật sự đang đứng trước cơn bão của những kênh thông tin phi truyền thống, phi chính thống. Đó, tào lao xí đú, làm gì có Phật giáo nào đang đứng trước cơn bão của kênh thông tin truyền thông phi chính thống, chỉ có Giáo hội Phật giáo Việt Nam thôi. Chứ còn Phật giáo vẫn đứng vững ngàn đời, Phật giáo vẫn đứng qua những con người như sư Thích Minh Tuệ, chứ làm gì mà đứng không vững. Cũng là truyền thông đó, sao ông đổ lỗi truyền thông này của ông Minh Tuệ là truyền thông cắt ghép? Quý vị thấy không? Nè, đổ lỗi nè: thời gian vừa qua trên các nền tảng mạng xã hội có nhiều clip ghi âm hình ảnh âm thanh cắt ghép bịa chuyện từ các bài pháp của các pháp sư nổi tiếng trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các phát biểu của chức sắc tăng ni trong buổi họp nội bộ. Ủa, họp nội bộ sao có được, mấy ông tung ra chứ ai?
làm sai lệch nội dung bài thuyết pháp, sai lệch ngữ cảnh phát biểu của chức sắc tăng ni, không có sai gì hết á. Một đoạn hồi nãy là bảo rủ nhau kiếm tiền. Các clip trên với mục đích bịa chuyện vu khống nhằm thu hút nhiều lượt xem, ảnh hưởng đến thanh danh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chức sắc tăng ni là mất uy tín của đạo Phật đối với quần chúng nhân dân. Không có, đạo Phật vẫn là đạo Phật. Ví dụ người ta vẫn nhìn đạo Phật qua hình của sư Minh Tuệ, chứ đâu đạo Phật nào mất uy tín, ông Phật nào đòi đi giữ uy tín. Không có, không cần mấy ông đi bảo vệ uy tín cho ông Phật. Ông Phật vẫn có uy tín của ông Phật. Không cần mấy ông Phật vẫn có uy tín. Quý vị thấy không? Ông đổ lỗi tùm lum á, cuối cùng đổ lỗi cho truyền thông mạng xã hội, mà trong khi chính ông dùng truyền thông mạng xã hội để ông đi kiện, đi cáo người ta. Nên thưa quý vị, cái gì cái chứ? Ở đây mình sẽ hiểu rằng là khi mình nghe vậy đó, mà ở dưới quần chúng ngồi nghe Thích Nhật Từ, ngồi nghe Thích Trúc Thái Minh thì quý vị cũng đã hiểu rồi. Đạo Phật ngày nay nó là chính là biến tướng Phật giáo, cho nên ông đi đổ lỗi tùm lum hết rồi, ông đi chụp bắt mấy cái người tu mà đang hành theo đúng lời của Đức Phật. Cho nên bạn nào hỏi tôi là sư Minh Tuệ tu tỉnh thức từng sát na niệm, vậy sư Minh Tuệ có phải là sư đã bước vào dòng thánh không? Sao tôi biết được là bước vào dòng thánh hay không? Tôi đâu có biết dòng thánh là cái gì đâu. Chừng nào tôi bước vô đó rồi tôi mới biết là dòng thánh hay không, chứ giờ tôi đâu biết như nào là dòng thánh. Tôi đâu phải thánh, mà tôi cũng đâu có quyền phong cho ai là thánh. Anh chị hỏi tôi nhiều câu khó quá à, tôi đâu trả lời được. Đối với tôi, sư Minh Tuệ là một người mang lại cho tôi các giá trị, mà ở đó các giá trị mà tôi ghi nhận rằng là giá trị tốt, giá trị có ảnh hưởng, giá trị tạo ra tác động tích cực. Chứ tôi làm sao tôi biết được dòng thánh là cái gì? Tôi đâu có đứng trong dòng thánh đâu, mà tôi cũng đâu có quyền cho ai vô dòng thánh, cho ai ra dòng thánh. Tôi đâu phải là người xác nhận đóng dấu cái cọp ổng là dòng thánh được. Tôi hỏi tôi câu đó hơi khó. Nhưng mà đối với tôi ghi nhận cái chuyện sư Minh Tuệ là người tu tập trong giữ giới, trong từng khoảnh khắc, mà theo anh chị là trong từng sát na niệm gì đó. Tôi nghe thầy Minh Tuệ hoài, tôi cũng phải học được từ thầy Minh Tuệ chứ. Chỗ câu này hỏi không khác gì cái câu Niết Bàn hồi nãy hỏi thầy Minh Tuệ hết. Thấy không? Tôi không phải đệ tử thầy Minh Tuệ chứ giác ngộ nghe. Giác ngộ lẹ lắm. Học thật nghe thì nó phải sáng thôi, cũng giống như đọc sách vậy đó quý vị. Những người viết mà viết một thời gian mà không viết được nữa thì phải làm gì? Phải đi đọc sách. Tại vì phải đọc. Đọc là nạp tài liệu vô trong người mình. Đọc là nạp kiến thức vô trong người mình. Rồi mình nạp xong nó vô trong người mình, xong rồi nó chạy ra, nó biến tấu ra thành của mình hay không đó là do mình giỏi hay mình dở. Mình hiểu nhiều thì ra nhiều chữ lại, mà mình dở quá thì mình phải đọc nhiều. Cũng vậy, đi nghe thì nó cũng sẽ tạo ra nhiều tác động. Nghe ba cái đứa tào lao để đi phản biện nó thì mình cũng sẽ bị lùn xuống theo nó. Mà mình đi nghe những người nói lời vậy thì mình phải đi học theo thôi. Nên tôi vẫn nhớ việc tôi cần làm và phải làm, chứ không phải là tôi không nhớ việc tôi không cần làm đâu. Nhưng mà có nhiều đứa nó tập trung lại, nó đi phá kênh YouTube của tôi, nó quách kênh YouTube của tôi tơi tả, nó đi report kênh YouTube của tôi, xong lên nó la làng đủ thứ hết á. Mà thôi kệ, tôi của ngày hôm nay chứ không phải ngày hôm qua. Ngày hôm nay và ngày mai tôi còn chưa biết tôi như thế nào nữa. Nên ai muốn làm gì làm. Tôi hôm nay nó khác hôm qua, mà ngày mai còn khác hôm nay nữa. Nên nhiều khi á, quý vị biết là khi tôi làm những chủ đề này á, lúc ban đầu có nhiều người vô nghe livestream của tôi lắm. À, tôi nhớ như có giai đoạn lúc mà mới nói mấy chủ đề này á, like nó lên mấy ngàn người luôn. Tôi không vui cũng không buồn với cái chuyện nó tăng view quý vị. Nhiều người nói, ôi mày nắm vô nói cái này tại nó đang trend, tại nó có view. Khán giả nào mà theo tôi, nghe tôi lâu rồi, quý vị thấy có khi nào tôi nói vì nó là trend là view không? Không. Tôi chưa bao giờ tôi nói cái gì vì nó là trend là view hết. Tôi nói là tại vì tôi phải nói và đúng thời điểm, mà thực sự là tôi không nói thì ai nói. Mà nhiều người cũng nghĩ rằng là tôi sẽ theo VTV, theo thầy Minh Tuệ. Không.
trong chuyện bước đã quyết định bước vô phân tích về sư Minh Tuệ đó, thì đâu phải chỉ có phân tích về mình sư Minh Tuệ, còn mấy người đi xung quanh vòng vòng nữa anh chí, còn mấy người mà cần được bảo vệ nữa anh chí. Mình còn phải quan sát về cái hiện tượng mà ở đó họ sử dụng truyền thông để dẫn dắt quý vị nữa anh chí. Từ có thể mình vô bình luận về sư Minh Tuệ sau mọi người, có thể mình đi vô bình luận về sư Minh Tuệ chậm hơn mọi người, nhưng mà mình bình luận không sai đúng không quý vị? Mình dự đoán tình hình cũng chính xác luôn không, đúng không quý vị? Mà mình chỉ ra vấn đề cũng không hề trật tí xíu nào hết. Bởi vậy cho nên mới bị kêu là phản động đó, đúng không? Rồi tôi tin rằng là mọi người, những người nào mà yêu quý sư Minh Tuệ đó, thì quý vị đều cảm giác bình an khi nghe những gì tôi nói hết á. Trừ mấy người mà chưa hiểu được sư Minh Tuệ để lại giá trị gì và chưa hiểu được sức ảnh hưởng của sư Minh Tuệ thì mới vô chửi tôi phản động thôi. Chứ còn hiểu mà muốn thật sự bảo vệ hoặc là thật sự quan tâm tới tình hình của sư Minh Tuệ đó thì sẽ thấy rằng là chuyện tôi làm không có hại, chỉ có lợi thôi. Bởi vì đường đi nước bước, cách thức ra làm sao, chiến lược như thế nào, tôi nói ở đây đâu phải chỉ cho quý vị nghe không đâu. Tôi nói ở đây còn cho những người cần nghe và phải nghe, có nhiệm vụ phải nghe nữa, để biết rằng ít ra cũng còn có tôi đó. Thế giới này người ta có thể nhắm mắt, chứ tôi vẫn muốn nhắc rằng thiên lôi đang dòm ngó mấy ông đó. Đừng có nhắm mắt mà giả lơ, đừng có nhắm mắt coi trời bằng vung, đừng có cản đường tu của người ta một cách trái đạo. Xét đánh 7.000 tia xuống Hà Nội, lục ở Huế, trời đất không dung tha mấy người làm chuyện trái đạo lý luân thường, cản trở chân tu đi tu nghe. Ít nhất tôi vẫn muốn làm cái chuyện đó, và tôi tin rằng là quý vị cũng sẽ ghi nhận được á. Tôi đâu phải nói chuyện sư Minh Tuệ đâu, còn nói những chuyện khác nữa. Mà cả một cái xã hội khi người ta sợ, người ta không dám nói. Nói một cái công an bắt, nói một cái ông Thích Nhật Từ kêu đi kiện, nói một cái là lên đồn 7.5 triệu. Thì mình nói những điều mình nói, cho dù người ta sợ, người ta không dám bình luận đi chăng nữa, thì mình nói điều đúng, người ta phải ủng hộ thôi. Và ở đây nó không phải chỉ là chuyện là quý vị yêu mến sư Minh Tuệ, nó là chuyện quý vị có được lựa chọn để ủng hộ một người không, đi theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam không. Và quý vị có quyền lên tiếng bảo vệ họ khi họ bị gọi là giả mạo, là người mà không phải người tu hành hay không. Nó còn sâu xa đến từng khán giả, nó còn đến nhận thức của quý vị. Mà một xã hội, người ta nhìn đâu cũng tìm cách lừa người nghe, nhìn đâu cũng tìm cách gạt quần chúng, thì chuyện chúng ta nhắc nhở nhau tỉnh thức, tỉnh thức. Bên đạo tôi thì có tỉnh thức và cầu nguyện. Đây tôi chỉ dám nhắc quý vị là tỉnh thức, tỉnh thức thôi. Còn cầu nguyện tôi giữ riêng cho tôi. Nhưng mà tôi tin rằng là khi mình tỉnh thức thì mọi người đều có cầu nguyện cho những người tốt. Mà những người tốt như sư Minh Tuệ, những người đi theo sư Minh Tuệ để tu tập, thì tôi tin rằng họ xứng đáng được bảo vệ. Bởi vì khi chúng ta không thể làm chuyện họ làm, thì ít nhất chúng ta cũng phải đồng hành, nỗ lực để những con người đó họ tiếp tục thực hiện được cái việc mà họ đang gọi là đi gieo duyên đó. Nên thưa quý vị, hành trình này, con đường này, khi nào mà quý vị nhận ra rằng sư Minh Tuệ nguyện cả đời đi bộ hành, nguyện cả đời dùng con đường tu tập bộ hành này để tự tìm đường giải thoát, giác ngộ cho chính mình và để lại cái giá trị cho những người nào quan tâm quan sát, thì quý vị đang hiểu rằng việc chúng ta bàn luận về, dù trực tiếp hay gián tiếp tới sư Minh Tuệ, chúng ta đều có thể nhìn thấy nó chính là việc cho những người đang làm chuyện cưỡng chế, cưỡng ép, ngăn chặn việc tu hành của sư Minh Tuệ thấy rằng quần chúng
người ta không phải là vô tâm vô lo đâu. Và giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng không có quyền để gọi ai là lộng giả thành chân, ai là biến tướng. Bởi vì chính giáo hội Phật giáo Việt Nam mới là biến tướng đạo Phật. Đạo Phật là đạo Phật, không có đạo Phật ngày nay thưa quý vị. Tôi rất biết ơn quý vị đã luôn dành thời gian với tôi. Và tôi xin phép sẽ kết thúc phần chia sẻ của tôi hôm nay ở đây. Mến chúc sức khỏe an lành đến với tất cả quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kế tiếp. Mọi người vui nha. Chúc các khán giả cùng múi giờ ngủ ngon. Chúc các ông bố một ngày của cha. Ngày mai mới có, mà chắc sắp tới rồi, hay mai chích tiếp lần nữa. Happy Father Day đến với mọi người. Bye bye. Xin chào.